Em xin phép em hạ tay mấy anh chị xuống. Trong đầu của mình vừa xuất hiện chữ con người ra, mình có khái niệm như thế nào, mình có hình ảnh như thế nào, nó quyết định cái nhân duyên của mình. Nhận thức nội tâm của con người quyết định khởi tạo quy luật nhân duyên của người đó. Nhận thức nội tâm của chúng ta về con người như thế nào quyết định khởi tạo quy luật nhân duyên của chúng ta về người đó, về cuộc sống này, khởi tạo cái quy luật nhân duyên của chúng ta. Nên đầu tiên á, cái một trong những cái nhận thức nội tâm quan trọng về con người đó là trân trọng biết ơn. Trân trọng biết ơn sự hiện diện của con người thôi. Người ta nói nguyên khí của một quốc gia là nằm ở con người. Vậy thì hiện tại tại cái nguyên khí của đất nước chúng ta lợi thế hơn nhiều quốc gia trên toàn cầu, là đất nước chúng ta đất á, thì hẹp hơn nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng mà người thì nhiều. Nên nguyên khí của quốc gia chính là nằm ở con người. Bởi vì do chúng ta không định hướng sự trưởng thành của con người, nên chúng ta cảm giác rằng là càng nhiều người thì sao ạ? Càng không ok. Nhưng mà có một cái công thức rất là đặc biệt mà chúng ta cần nắm, đó là A mũ N bằng bao nhiêu á, nó lại thuộc vào N và A. N là thời gian, và A là người. Vậy thì Toàn lấy một cái ví dụ cho các anh chị tính thử ha. Toàn không phải là không đánh giá các anh chị tính không được, nhưng mà Toàn muốn xác lập lại để cho các anh chị nhìn nhận được bản thân mình á. Ngày hôm nay bản thân mình, một mình dành 24 tiếng đồng hồ để làm một cái việc gì đó và làm suốt cuộc đời của mình, thì 1 mũ 24 bằng bao nhiêu các anh chị? Theo công thức toán học này, 1 mũ 24 có phải là 1 nhân cho 1 nhân 24 lần không? Thì cái kết quả con số nó là 1 nhân cho 1 nhân cho 1 nhân 111 nhân 24 lần, và kết quả là bằng 1. Nhưng mà mình có một cái doanh nghiệp nhỏ, nhà tư nhân thôi. Mình có 10 người, 20 người. Mỗi ngày họ dành 8 giờ đồng hồ để làm việc với chúng ta. 8 giờ đó họ cùng suy nghĩ và hành động với mình, cùng hướng đến một mục tiêu nào đó hướng đến. Thì cái khoảng thời gian 8 giờ đó, 20 mũ 8, thì các anh chị nghĩ cái con số này lớn không? Vậy thì 20 con số 8 nhân với nhau, 8 con số 20 nhân với nhau, cũng không ạ? Ra một cái con số rất là lớn giá trị. Và con số rất là lớn giá trị. Vậy thì chúng ta có một doanh nghiệp. Có một doanh nghiệp nha.
mà có 500 người. Dành khoảng thời gian 8 giờ đồng hồ một ngày để làm công việc với chúng ta, thì các anh chị hình dung thử giá trị của nó như thế nào ạ? Rồi chúng ta có doanh nghiệp 10.000 người, dành thời gian 10 giờ đồng hồ một ngày, thì các anh chị hình dung được giá trị của nó không ạ? Các anh chị hình dung không? Ao ước của Toàn là Toàn con doanh nghiệp không cần quản lý bất kỳ ai, mà người ta hàng ngày lan tỏa giá trị về về nội tâm. Hàng ngày họ nói về nội tâm cũng khoảng 10 tiếng đồng hồ một ngày, có 10.000 người làm điều đó. Nên đang đào tạo 10.000 mentor là vậy đó. Đang đào tạo 10.000 mentor. Nói nội tâm mỗi ngày. Các anh chị làm gì Toàn đâu quan tâm. Các anh chị làm gì cũng vậy, nhưng đưa kiến thức nội tâm vào đời sống của mình, sinh hoạt hóa nội tâm. Thì các anh chị có 10.000 con người mà sinh hoạt hóa nội tâm được thì sao ạ? Đã không? Mười ngàn con người sinh hoạt hóa nội tâm thì mỗi ngày ít nhất cũng dành 10 tiếng ngồi ấy. Ngon không? Tới đây tháng 4 này mấy ngày nữa là Toàn có mặt ở Phan Thiết để tổng kết tổng duyệt một đợt cuối, coi bao nhiêu master sẽ tốt nghiệp đợt này. Sau đó Toàn mới nhờ bên Tâm Thức Viện ký một hợp đồng ghi nhớ để cộng tác với thư viện bên Tâm Thức Viện. Sau đó chính thức có lượng người để tư vấn này. Cái Tâm Thức Viện tầm khoảng 6 tháng 6 ra đời cái được này. Cái ra đời Tâm Thức Viện trước để cho mượn người. Cái từ đó trở đi các anh chị có người để mượn các master đó hỗ trợ chúng ta. Toàn đang coi để đi ra một cái lộ trình. Có lộ trình tư vấn nghề ước mơ, lộ trình tư vấn cuộc sống ước mơ, lộ trình tư vấn về cảnh giới cuộc sống, lộ trình tư vấn vượt thoát vấn nạn, lộ trình tư vấn về sức khỏe. Ồ, nhiều nhiều lộ trình trong đó. Thì mượn người để tư vấn. Tư vấn về nội tâm. Thì cái là trong năm nay Toàn tạo điều kiện cho ra 500 anh em. 500 anh em bên Tâm Thức Viện. Cái thời gian có 10.000 anh em cộng tác trên toàn cầu để hỗ trợ quá trình tư vấn. Có một số anh chị đề nghị các nữ chat trên nội dung không liên quan bài học để hình ảnh được trọn vẹn cả. Thôi tập trung đi, liên hệ sao? Tập trung vô, đang học này quan trọng à. Cái này quan trọng lắm đó nghe. Bản thân một người đi làm mà hàng ngày trong cuộc sống không có ai đồng hành cùng mình trong cái mục tiêu của mình, thì làm cái gì thì cuối đời cũng chỉ còn lại một mình. Nhưng mà các anh chị có bao nhiêu người Toàn không quan tâm, nhưng mà họ không đồng ngôn với mình, thì sức mạnh của mình, của ví dụ như các anh chị có 10.000 người, nhưng mà họ không đồng ngôn, họ suy nghĩ khác mình, mục tiêu khác mình, thì 10.000 này mũ nó cũng nhỏ xíu, không nhiều. Một ngày nào đó đẹp trời, có khoảng cỡ
500 lớp học thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui xuất hiện thì các anh chị nghĩ sao? Các anh chị cảm giác một ngày đẹp trời có khoảng 500 lớp học thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui trên toàn cầu được mở ra, thì toàn cho lớp học có 10 người thôi thì cũng được 5.000 người nhận được giá trị mỗi ngày. Đã không? Các anh chị hiểu ý Toàn đang chia sẻ không? Nên có một số người nói là gì? Thà tôi lấy 1% nỗ lực của 1.000 người còn hơn 100 người, còn hơn lấy nỗ lực 100% của một người. Các anh chị hiểu cái giá trị của câu đó không? Thà tôi lấy nỗ lực 1% của 100 người còn hơn lấy nỗ lực 100% của một người. Có không? Các anh chị có từng nghe những câu nói tương tự như vậy không? Không phải kiểu như số lượng hơn chất lượng. Có số lượng rồi có chất lượng thì nó sẽ tốt. Nhưng ý nghĩa ở đây tập hợp sức mạnh của con người đồng hành đó. Rồi, sau này quốc gia chúng ta, các anh chị thấy đất nước chúng ta còn may mắn, còn phước báo. Chứ một quốc số quốc gia trên thế giới, lao động của họ đã già đi rồi, dân số già đi rồi. Dân số của nhiều quốc gia trên thế giới, các anh chị có để ý là già đi rồi, người ta làm biến sinh con, sinh cái rồi. Thì các anh chị thấy đất nước đang nguy cơ. Nhiều quốc gia trên thế giới đang có nguy cơ. Các anh chị có biết một số quốc gia bây giờ già đi, dân số bị già, lao động là họ lao động có vấn đề. Nên là vừa rồi các anh chị thấy một số quốc gia châu Âu họ biểu tình đó, là bởi vì dời tuổi la hưu ra, dời tuổi hưu trí đó, các anh chị, nên họ biểu tình. Nên đất nước chúng ta đang còn lợi thế. Các anh chị ra ngoài đường mà thấy còn con người á, các anh chị trân trọng biết ơn đi. Còn chưa thấy quốc gia nào trên nhân loại này mà có đơn giản kinh doanh như ở Việt Nam. Thấy gì chứ Toàn đi cũng 10-20 nước này, còn phát hiện ra không phải quốc gia nào cũng kinh doanh được như Việt Nam. Đi ra ngoài đường là có tiệc, có chỗ kinh doanh. Các anh chị có quan sát không? Có 10 triệu cũng mở ra tư nhân kinh doanh được nữa. Có 5 triệu cũng mở ra, có 2 triệu cũng mở ra bán hộp dịch lộn được. Bán nước mía. Cái đường nào cũng có miếng ăn. Con người mà ở đâu có cụm dân cư đó là chỗ đó phát ra kinh doanh mua bán làm ăn. Rồi các anh chị thấy cơ hội làm ăn mênh mông. Hay thiệt chứ. Nên là hiện diện của con người á quan trọng lắm. Nên ai có một cái nhận thức nội tâm là trân trọng biết ơn sự hiện diện của con người á, nó quyết định. Rồi vài bữa các anh chị coi trên thế giới nè, nước nào đông người á thì được chia tiền, trên thế giới chia tiền lại nhiều. Các anh chị thấy là bây giờ một số anh chị
người ta mua đất rừng á, người ta giữ đất rừng, người ta mua các anh chị biết họ bán sinh quyển á, cho thế giới á, có nghĩa là bán oxy. Vậy thì có con người, nước nông nghiệp của chúng ta sau này mà tốt á, các anh chị cũng có tài chính tốt lắm, nhưng không biết khi nào thế giới mới bắt đầu cái đó. Các nước phát triển công nghiệp quá, ô nhiễm môi trường của thế giới nói chung, thì từ từ á, có con người là chúng ta có tài chính tốt lắm. Có con người, chất lượng lao động tốt, chất lượng dân số, trình độ cao thì được đánh giá trên thế giới tốt. Toàn bộ cái hạ tầng hầu như ở Nhật Bản á, thì người Việt của mình thầu hạ tầng ở Nhật Bản nhiều lắm đó các anh chị. Người Việt mình lao động bên đó. Một số quốc gia Việt Nam mình là dân số vàng, dân số hỗ trợ tốt để lao động phục vụ cái cơ sở hạ tầng của một số quốc gia tiên tiến. Chỉ còn con người của mình hướng đến vào toàn diện nữa thôi, nâng cao nhận thức nội tâm, khỏi phi vật chất vào người Việt, trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, năng lực với thể chất tốt nữa. Làm sao thể chất của người Việt hiện tại là nâng lên gấp khoảng 10 lần thì cái đất nước chúng ta khủng khiếp lắm. Người ta nghiên cứu về tinh thần khởi nghiệp với các anh chị, nói cho các anh chị bí mật nha, hứa đừng nói ai nha, là người Việt của mình là tinh thần khởi nghiệp cao nhất nhân loại này, cao nhất thế giới này. Còn các anh chị thấy một số quốc gia họ không muốn làm nữa, nên có một số người phát triển, số quốc gia thuê người không được, thuê lao động không được. Nên tinh thần khởi nghiệp của người Việt á, khủng khiếp, ai cũng muốn làm chủ hết, nên không có cái gì đặc biệt hơn là định hướng cho vào toàn diện luôn, để những ông chủ ngồi với nhau mà hợp tác làm ăn. Nên việc mà một chúng ta nhận thức nội tâm được của con người á, nó quan trọng. Giống như bây giờ nè, các anh chị đã từng có phát hiện ra là có ai biết thông tin thôi, chứ không nhất thiết phải biết chính xác 100%, là một số tiệm mà người ta mừng khai trương á, người ta thuê người đứng xếp hàng mua sản phẩm rồi này kia. Có một số tiệm ăn á, người ta thuê người đứng xếp hàng mua. Người ta có con người tụ lại. Các anh chị nghĩ nè, nếu mà một cái quán nào nó khai trương, cái quán nào khai trương mà một tháng tới hai tháng, ba tháng mà ai cũng đứng xếp hàng đợi mua đồ ăn, mua đồ hết trơn, thì các anh chị quán đó từ từ giàu có không? Vậy thì con người tụ đến đâu á, đông á, thì ở đó nó lại sinh khí, nơi đó nó đổi, địa linh tại nơi đó đổi. Nên hiện nay các chung cư á, các khu dân cư rồi, các anh chị biết có một số khu á, không có con người lại ở. Cái khu nào có con người thì sinh khí nó có. Có ở đây có Trang Lê hỏi là thầy ơi, ai sẽ làm thuê nếu ai ai cũng làm chủ hả thầy? Không có. Người nào cũng làm chủ được hết. Các ông chủ ngồi lại với nhau làm, mỗi người đóng một vai trò.
Nhưng mà nếu mà người dân số đó đó, nếu các tầng hỏi các anh chị nè, nếu có một cái chung cư mà nơi đó toàn bộ con người đều hướng đến vào toàn diện hết, thì các anh chị có mong muốn ở trong đó không? Khu dân cư á, vậy thì con người ở đông thôi là mình đã thích rồi. Còn nếu con người được bồi dưỡng trí tuệ, tâm thái, phẩm chất, nhân cách, sáng nào cũng ra ngồi học thay cân đổi cố, bơi lội, ai cũng ở khu dân cư đó bơi lội 2000 mét trở lên hết, chạy bộ 21 cây số và trẻ bé lớn nào cũng được hết thì anh chị thấy thu hút cao lắm. Nên sự hiện diện của con người quan trọng. Nên con người đến nơi đâu á, sinh khí của nơi đó đổi. Vậy thì nếu mà con người có tần số rung động năng lượng cao đến nơi đó nữa thì sao các anh chị? Hiện nay á, người ta làm các chung cư cao cấp á, để người ta thu hút những con người có điều kiện đến đó, điều kiện kinh tế đến đó. Có ai quan sát cái đó không? Có ai quan sát là người ta mua những cái chung cư cao cấp để hàng xóm của họ là những người giàu không? Có ai để ý cái đó không? Vậy thì mình thay đổi nhận thức đi đi. Hàng xóm của chúng ta là người có tần số rung động năng lượng cao và siêu cao, chứ không phải là người giàu nữa, mà là người giàu toàn diện thì nó lại ngon hơn không? Nhiều khi một người nào đó quá nhiều tiền thì chưa chắc đời sống tinh thần của họ lại tốt. Nên tốt nhất là họ giàu toàn diện, đời sống tinh thần của họ làm sao à? Tốt, đời sống vật chất đủ đầy. Nên là sau này các anh chị kén người ở kế bên nhà, các anh chị chọn những con người già toàn diện, không có thì biến hàng xóm của mình trở nên già toàn diện là ngon nhất. Ai ở đây bây giờ có một cái nhận thức này? Toàn nói ra thì kỳ nha, nhưng mà toàn hỏi các anh chị thử ha. Có ai giờ cảm thấy khi làm ăn thì chúng ta khuyên nó vô học quyết đi, hạp thì mới làm ăn, có không? Có ai đã vậy không? Có ai đã làm vậy không? Có nghĩa là vô học quyết đi, hạp đi rồi làm ăn. Có kìa. Rồi ai muốn dựng gỡ vợ vợ giả chồng gì đó cho con cái á thì cũng khuyến khích còn nên vô mentor, tốt nghiệp mentor đồ này kia nghiêm túc đi. Có không? Có đó không? Lớp danh chủ cũng được, lớp danh chủ cũng được, lớp danh chủ chưa mở nhưng mà danh chủ cũng đào tạo cái tầm đó. À, vậy thì sao? Không phải là học quyết, mà hiện nay quyết đang gánh vác một cái chương trình đó là giáo dục tận gốc. Vậy thì nếu mà một người nào đó nhận thức được cái đó thì các anh chị thấy là toàn đang ấp ủ một cái, đó là sau này ban quản lý của các tòa nhà các anh chị họ sẽ thực hiện được cái chương trình đó là đồng bộ hóa nhận thức nội tâm của toàn dân trong cái tòa nhà đó, cộng với họ hướng thế hệ trẻ hướng đến vào toàn diện. Thì ai làm bên quản lý tòa nhà mà họ đưa cái mô hình hướng tới vào toàn diện này vào trong cái tòa nhà thì ai cũng định hướng cái đó thì rất là ngon.
Cô Phạm Quyền Trang nói anh trai em kêu học, kêu bạn gái học quýt đi rồi mới cưới nè. Các anh chị, vậy thì trước khi chúng ta có những cái nhận thức về con người trở nên giàu toàn diện đó đó, thì các anh chị gặp con người, các anh chị trân trọng biết ơn sự hiện diện của họ đi. Bởi vì chúng ta không bao giờ biết họ là ai trong tương lai. Có ai đã từng nghe cái câu nói đừng có xem thường tiểu hoàng tử, bởi vì người đó có thể là vua. Đừng có xem thường á là cái người cái chú tiểu, người đó có thể là, có lẽ là chủ trì, có thể là hòa thượng trong tương lai. Các anh chị đừng có nghe những cái câu nói đại ý về con người như vậy không? Biết nguyên nhân do đâu không? Bởi vì á, chúng ta thật sự không biết người đó là ai. Dù người đó là ai trong tương lai thì chúng ta cũng nên trân trọng biết ơn sự hiện diện của họ, vì sự hiện diện của họ có một lý do nào đó. Nên việc chúng ta trân trọng biết ơn con người là quan trọng. Đây là một nhận thức nội tâm rất quan trọng. Còn bên nhà Phật ở đây có anh chị nói có trong kinh Phật rồi nè. Bên nhà Phật có một vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh. Thường Bất Khinh. Thì vị Bồ Tát nó gặp ai cũng vậy, tôi không dám khinh chê các ông đâu. Rồi các ông rồi cũng sẽ thành Phật. Có nghĩa là sao? Những bậc giác ngộ như vậy đó, họ còn thấy con người rồi ai thì cũng thành Phật. Có nghĩa là ai rồi thì cũng có sao à? Trân quý cái con người đó, ai rồi cũng họ sẽ trở thành là ai trong tương lai. Nếu họ phát hiện ra bên trong của họ có cái tổng nghiệp á, các anh chị kích hoạt tổng nghiệp tốt lên đây, các anh chị biết họ là ai đâu. Mình không thể biết họ là ai nữa. Nên con mình trong nhà mình coi chừng cũng khủng lắm á. Ai có nhận thức trân trọng biết ơn được cái sự hiện diện của con người thôi thì ngon quá. Tại vì bản thân con người á, không là con đường thì là cây cầu các anh chị. Bản thân con người không là con đường thì là cây cầu. Ý nghĩa nó nói như thế này các anh chị. Con đường ở đây có nghĩa là đang lấy một ví dụ ẩn dụ. Đó là nếu là con đường thì có phải là đi cùng bước chân của con với con người không? Với chúng ta không? Đồng hành cùng bước chân với chúng ta. Màn hình của Toàn không có vấn đề đâu, Tào Đinh đây. Màn hình không có vấn đề đâu, cái màn hình nó vẫn còn bình thường, tại Toàn thấy các anh chị vẫn còn bắt nhịp kịp mà. Nên mình coi lại cái mạng của mình giúp Toàn. Vậy thì, nhưng mà nếu không là con đường đồng hành cùng mình, thì họ là cây cầu bắt qua một cái con đường để mình đi. Vậy thì trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta, cái người đó không đồng hành cùng mình thì biết đâu họ cũng giới thiệu ai đó đồng hành mình trong cuộc đời. Nên không là con đường thì cũng là cây cầu.
Trong một cái mối quan hệ á, có một số anh chị nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh hệ thống đó các anh chị. Họ có một cái nghiên cứu như thế này. Có nghĩa là dựa trên khảo sát của họ trong quá trình kinh nghiệm họ làm việc nhiều năm trong ngành kinh doanh hệ thống thôi. Đó là khi chúng ta ở đây, bản thân các anh chị ở đây, các anh chị quen một mối quan hệ xã hội, quen một mối quan hệ số 1, quen một mối quan hệ số 2, quen một mối quan hệ số 3, người số 1 quen số 2, mà chúng ta quen xuống luôn nha. Chúng ta quen luôn. Thì như vậy, tới số 9, như vậy tới số 9, thì trong 1 tới 9 con người này, trong 9 tầng mối quan hệ như vậy, sẽ có một người đồng hành với mình làm một điều gì đó. Các anh chị hiểu ý Toàn vừa chia sẻ? Ai đã từng có một mối quan hệ bắt cầu như vậy đó, mà người đâu số 7 hay số 8, số 6 gì đó, số 9 gì đó thân với mình, có ai không? Có ai từng như vậy không? Có mối quan hệ bắt cầu như vậy á, cho ra một người thân với mình và đồng hành cùng mình làm cái gì đó, hay là đồng hành tri kỷ đó với mình, cứ một mối quan hệ quen biết với mình. Rồi, nó có một cái hiệu ứng gọi là giống như bướm tụ gì đó các anh chị. Đó là càng về sau, những con người càng đến với mình thì càng là nhân tài. Có nghĩa là những con người càng đến với mình á, thì họ có tài năng hơn những người gần mình. Nên khi quen một ai đó, các anh chị có một cái tấm hình, người đó kết nối cho chúng ta một mối quan hệ xã hội. Thì sau khi quen kết nối xong, thì từ người đó kết nối cho ra một mối quan hệ xã hội khác. Thì chưa phải 9 tầng mối quan hệ xã hội, các anh chị đừng ngừng lại cái quá trình kết nối. Tại vì ngừng lại quá trình kết nối, biết đâu sẽ có con người đồng hành với mình, mà người ngừng lại sự kết nối thì mất đi một tri kỷ trong cuộc đời của mình. Có khả năng mất đi một người thân thiết. Uổng quá. Rồi ở đây có ai kinh doanh á, đừng vội người ta ủng hộ mình hay không. Có thể người này không ủng hộ mình, nhưng người thứ hai ủng hộ, người thứ ba, người này không ủng hộ, nhưng người thứ chín là ngay nhân mặt thì sao? Thì người ta vẫn ủng hộ mình. Nắm không? Các anh chị có hình tượng này, có hình dung được này không? Nếu ai có cái tư duy này được thì mới hiểu được con đường và cây cầu là làm sao. Rồi sau này các anh chị thể nghiệm, các anh chị mới biết cái sự khủng khiếp của quan niệm này. Còn bây giờ mình nói cái thì có một số anh chị chưa thể nghiệm hết được cái này, nhưng còn thể nghiệm được cái này. Toàn từ Cần Thơ, từ Cà Mau, cái toàn lên Bạc Liêu, toàn sống thì toàn học phổ thông. Lên tới đại học thì sống ở Cần Thơ. Toàn không có mối quan hệ gì bất kỳ gì ở Cần Thơ hết trơn, không có gì hết á. Thì từ từ học ở đó, cái kết nối dần dần người ta bắt đầu bám rễ ở Cần Thơ, sau đó phát triển thành phố lên thành phố Hồ Chí Minh. Thì thông qua mối quan hệ phát triển lên thành phố Hồ Chí Minh, cái từ từ lên thành phố Hồ Chí Minh, thì thân mỗi Tết đều toàn đều ở thành phố Hồ Chí Minh hết. Trong suốt 9 năm qua Tết toàn không đi đâu hết trơn á, dù toàn ở nhà thuê, nhưng mà toàn nói là về trước Tết hoặc về sau Tết thăm gia đình, không về ngay ngày Tết. Tại vì quê của Toàn á, Toàn định tâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì Toàn được giáo dục có đơn giản gì nè, ai đó sống ở thành phố mà thấy ở thành phố kẹt xe, có nghĩa là tâm của bạn đang định ở miền quê của mình,
thì mình mới thấy thành phố Hồ Chí Minh kẹt xe. Mà tâm bình định ở đâu á, thành tựu nó mới phát triển ở đó. Nên có một số anh chị lên thành phố, có một số người thầy khuyên toàn, đó là có một số người lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc hay sống ở nơi đó, cái tâm lúc nào cũng nói 10 năm, 20 năm về quê. Thì vô hình chung nó phá hết toàn bộ mối quan hệ xã hội để đẩy mình để về quê thỏa theo ý nguyện của mình. Và cuối cùng mười mấy năm trời ở tại đất đó không lập nên được cơ đồ. Nhưng có một số ít con người thôi, họ lên thành phố họ sống mấy năm thôi là họ phát triển rất tốt, là bởi vì cái tâm của họ định ở vùng đất đó. Nên là định tâm ở nghề thì nghề không có vấn đề, định tâm ở người thì không có người không có vấn đề, và định tâm ở đâu thì thành tựu ở đó. Vậy thì khi chúng ta bắt đầu mở rộng một mối quan hệ xã hội, các anh chị đừng có bao giờ suy nghĩ á, là mình chơi với người đó 1 năm, 2 năm, 3 năm, mà chúng ta định vị mối quan hệ xã hội đó từ 30 năm đến 50 năm. Thì tự khắc nghe, sự kết nối mối quan hệ xã hội cực kỳ sâu dày. Các anh chị hiểu ý này không ạ? Tại vì mình không có định tâm trong cái nơi mình ở, cũng không có định tâm luôn đối với con người mình quen biết. Nên người ta đến á, mới hơi hơi người ta thể hiện tính cách chút xíu á, cái chúng ta bực bội, khó chịu, chợ người này chơi không được, kiếm người tốt chơi không à. Nhưng mà con người của mình với cái tầng đó chỉ thu hút được dạng người đó thôi, làm gì thu hút được người khác mà chơi tốt hơn. Người ta có điều kiện tốt hơn, người ta đâu chơi với mình. Trong cái giai đoạn mình chưa là ai, vậy thì quan trọng nhất cần phải có sự định tâm trong quá trình kết nối mối quan hệ xã hội. Hiểu được ý chỗ này một cái, có nắm được ý chỗ này không ta? Tại vì ai á, người ta cũng kiếm những người có mối quan hệ, người tốt người ta làm bạn hết trơn á. Ai cũng muốn kiếm mối quan hệ cao hơn mình để làm bạn, để làm chi? Có cái gì đó nhờ giả. Hoặc là có một cái gì đó bù đắp cho mình thì mới làm bạn. Thì cuối cùng trong nội tâm của con người ai cũng muốn mối quan hệ tốt hơn đó nha. Nhưng mà mình hiểu nè, dù họ là ai, tại vì sau lưng một người ô xin, các anh chị có biết là hệ thống các ông chủ không? Chúng ta có cảm giác này không? Có biết cái này không các anh chị? Sau lưng một người ô xin là hệ thống các ông chủ. Sau lưng một người làm biếng lười nhác là một con người rất là làm xiên và mạnh mẽ. Tại vì như vậy thì họ mới làm biếng và lười nhác. Sau lưng một con người nhu nhược thì người ta mạnh mẽ mới có người đó mới nhu nhược. Sau lưng một người yếu đuối là một người rất mạnh. Tại vì người ta mạnh hay yếu, nên là ở ngoài sao người ta mạnh nên người ta yếu. Nên là mình nhìn cái tầm nhìn quá thiển cận về con người, là gặp ai tốt đẹp thì chơi, không gặp ai tốt đẹp thì thôi. Trừ khi người đó gây tổn thương cái gì đó với mình. Còn nếu họ chưa làm bất kỳ cái điều gì thì cũng không nên phân biệt đối xử trong mối quan hệ đầu tiên gặp nhau. Tại vì họ sẽ kết nối cho chúng ta rất nhiều cái mối quan hệ xã hội sâu dày khác trong tương lai. Nắm được cái ý này không? Nên ai xem thường cái sự hiện diện của con người, hoặc là thiếu đi sự trân trọng biết ơn sự hiện diện của con người, cái giá của họ trả cũng lớn lắm. Đáng lẽ tới thời điểm đó, nghiệp quả đó, thì cái nghiệp duyên đó có thể giúp cho chúng ta. Nhưng mà vô hình chung cái trạng thái nhận thức nội tâm của chúng ta đã đóng cái nghiệp duyên đó trước khi cái quả xảy ra bất như ý, nên không có người gánh giùm mình. Chứ cuộc đời của con người này, tất cả cái quả xảy ra trong cuộc đời của con người đều có nhân duyên có thể gánh vác cho chúng ta được hết. Các anh chị có hình dung được ý này không? Có hình dung được cái ý Toàn vừa nói cái này không? Bất kỳ cái nghiệp quả nào đối với chúng ta đều có một nghiệp duyên nào đó để hỗ trợ.
anh chị ngẫm lại đi, ai ở đây ngồi ngẫm ngẫm lại đi. Những chuyện vừa xảy ra với mình, cái tự nhiên đâu đó có ai lại tương trợ cho mình. Nhưng mà do đáng lẽ nó sẽ được tương trợ, nhưng do mình đóng cái gì à, đóng cái nghiệp duyên của mình lại, nên khi nghiệp quả đó không có người gánh vác với mình. Nên phải có một cái nhận thức nội tâm trân trọng biết ơn con người, cái họ không là con đường thì cũng là cây cầu. Biết đâu có một cái nghiệp quả nào đó cần, thì mình cần một cái nghiệp duyên đó để nhờ họ giúp đỡ hay là kết nối. Nhiều khi một người mối quan hệ xã hội xã giao ngoài đường thôi, nhưng đâu đó cũng là một trong những con người có gánh vác vào cái lộ trình phát triển rất lớn của chúng ta là sao? Được không? Hiểu ý này không ta? Còn đang nói là điều không tốt xảy đến với mình nha. Còn điều tốt hả? Nghiệp duyên đó nó sẽ kích hoạt cái nghiệp quả đó, và chỉ có nghiệp duyên đó mới kích hoạt cái nghiệp thức đó. Ai ở đây nè, do mình không có xem thường con người, không có chấp kiến và những gì mình hiểu biết, nên là ngày hôm nay có phải là có cái cơ hội tiếp cận một ai đó mà có được học quyết không? Nếu ngày xưa mình không mở lòng với cái người đó để quen, thì ngày hôm nay mình có cơ hội học quyết không? Nắm không? Nắm ý này không? Đó, nên như vậy thôi đó. Chỉ có nghiệp duyên đó mới kích hoạt được cái nghiệp thức đó. Chỉ có nghiệp duyên đó mới kích hoạt được cái nghiệp quả đó. Nên khi thay đổi nhận thức nội tâm về con người, thì quy luật nhân duyên nó khởi tạo một cách rất mạnh mẽ. Nên trong mối quan hệ xã hội giữa con người với con người á, toàn có phước báo, toàn được nhận thức này từ các cao nhân, từ các thầy cô. Nên á, là toàn tự từng tự tốn vậy đó. Ban đầu lớp học của chúng ta có mấy người à các anh chị? Toàn mở lớp học á, có mấy người học à? Toàn kiên trì. Cái thông qua một mối quan hệ, giới thiệu một mối quan hệ, thì tạo ra các mối quan hệ. Thì tất cả những người mà đang đồng hành cùng Toàn và các thầy cô đều là học viên của Toàn hết, trong quá khứ mà đồng hành, chứ không có cái người nào mà đồng hành trước, quen gì trước. Nắm không? Các anh chị nắm ý nào? Nên khi chúng ta đừng đóng cái nghiệp duyên, thì nghiệp quả nó còn mở ra nhiều lắm. Nó khởi tạo khủng khiếp lắm. Trong một mối quan hệ, các anh chị đào sâu khoảng 9 tầng thì sẽ ra một người đồng hành cùng mình. Không biết đồng hành cái gì, nhưng sẽ có một con người đồng hành cùng mình. Cái nhiều mối quan hệ bên cạnh gì đó, từ từ bên lĩnh vực sức khỏe, các chúng ta có một tri kỷ, có cần lời khuyên gì, toàn có khoảng cỡ 2-3 người được đánh giá như là thần y vậy đó. Không có biết chuyện gì á, là toàn hỏi họ, họ giúp đỡ mình. Có những con người bên lĩnh vực tài chính, có những người đơn giản lắm các anh chị, đó là toàn quen biết, chỉ có đơn giản thôi. Đó là toàn hỏi chị, em muốn mua cái này ở thành phố Hồ Chí Minh đó, em đi đâu? Có những con người đơn giản gì đó, em muốn biết cái này nè, em muốn biết cái này thì ai giúp em được cái này, rồi mình muốn làm cái này nè thì là ai, thì trong mối quan hệ xung quanh nhiều cái lĩnh vực gì đó, thì từ từ á, là mình phát triển ra được mối quan hệ. Một người giới thiệu cho mình 9 người là xong 9 tầng hả? À không, một người giới thiệu ra một người, họ giới thiệu 9-10 người kệ họ, nhưng mà mình quen thêm một người từ 9 trừ cái đó, cái người đó đó giới thiệu bao nhiêu người kệ họ, nhưng sẽ ra một người từ cái mối quan hệ đó, cái tiếp tục như vậy cỡ khoảng 9 tầng.
Các anh chị kiên nhẫn kết nối của khoảng cỡ 10 đến 20 năm. Kết nối mối quan hệ xã hội này thì tự nhiên nó đặc biệt lắm. Dĩ nhiên mình có giá trị để trao nha, là bảy bố thí nha, chứ không phải là mình kết nối để mình nhờ giả hay làm gì người ta. Nhưng mà thông qua con người á, mình cũng có thể mượn sức và trợ lực cho họ được à. Mượn sức họ và trợ lực cho họ thông qua con người á. Chúng ta đừng ngại nha, mượn sức và trợ lực cho họ. Ở đây có nghĩa là phò si và phò tỉnh nè, chung một con người. Một người chuyên phò si, chuyên phò si không phò thịnh. Có nghĩa là có một cái khái niệm tên gọi là phò si phò thịnh. Phò si phò thịnh. Phò có nghĩa là hỗ trợ các anh chị. Phò là trợ lực, trợ, hỗ trợ. Vậy thì si có nghĩa là một người nào đó yếu thế hơn mình. Còn phò thịnh có nghĩa là trợ duyên, trợ cho một người nào đó có một cái nền tảng, mọi cái điều kiện tốt hơn mình. Thì nếu một người phò si, chuyên phò si mà không phò thịnh, có nghĩa là một người chuyên phò si không phò thịnh là cái người á, chỉ gặp những người yếu thế hơn mình giúp. Những người nào đó mà thấy tốt rồi, làm được những gì tốt đẹp rồi, mình không có gần họ. Và ngay cả khi mình giúp những con người yếu thế, họ mạnh lên, thì mình sẽ tìm cớ mình bỏ đi. Có một số người biết chuyện, hiểu đạo lý thì họ rút đi bình thường, không biết đạo lý thì họ sẽ trách vong ơn bạc nghĩa. Mới có một chút xíu giúp đỡ, cái bắt đầu mạnh mẽ lên, cái như thế này tới kia. Nhưng mà cái người đó không biết, đó là do gì? Họ chuyên phò si. Nên là người nào mà mới lớn lên á, mạnh lên là họ không ngỡ bên cạnh được. Tại vì đó là sự ngạo mạn của nội tâm, rằng là bạn mạnh mẽ hơn tôi, bạn gì đó, nên thôi tôi không giúp đỡ, tôi không có giúp. Tại vì chỉ giúp người yếu thế thôi, để thể hiện cái sự bề trên của mình, là mình trên cơ người ta. Thì nếu một người chỉ chuyên phò si không phò thịnh, thì chỉ biết trở lực thôi, không biết mượn sức người, thì qua thời gian cũng cái lực nó bị yếu đi. Bước đầu tiên còn phước báo tốt thì trợ nhiều, nhưng mà càng giúp người thì mình càng yếu đi. Ai ở đây đi càng đi làm từ thiện, càng giúp người, càng hỗ trợ cho con người, mà cuộc sống của mình càng giảm dần từ mọi cái, từ bất ổn giảm đi, cuộc sống, chất lượng cuộc sống kém đi dần, thì mình thuộc tốt người chuyên phò si không phò thịnh. Hiểu ý này không ta? Nắm không? Nắm, các anh chị nắm ý này không? Còn người nào phò thịnh, chuyên phò thịnh không phò si á, là chỉ những người nào hơn tôi, ngồi nói chuyện tôi mới nghe. Và những người này thích bám sát vào những người lớn hơn họ và phò. Nói nịnh bợ thì không phải, người nịnh bợ thì không phải thuộc tốt người này nữa, không phải nịnh bợ, mà là vì thấy người yếu hơn mình bực bội, thấy người họ, những người yếu hơn là tầng thấp hơn mình, không có đủ đẳng cấp để nói chuyện với tôi mà tôi phải phò những người lớn lớn ở trên. Mở miệng lúc nào cũng nói là gì, anh của tôi là người như thế này, ba của tôi người như thế kia, cậu của tôi người như thế nọ, bạn của tôi người như thế kia. Và họ mở miệng tối ngày sáng đêm là họ nói về những gì, người nào tốt đẹp hơn họ, họ quen biết con người vậy vậy, tôi theo anh này làm dự án này, theo người kia làm dự án kia, tối ngày nói thiên về những cái đó thôi. Thì ban đầu thì cuộc sống bước đầu tiên thì tốt, nhưng mà cuộc sống về từ từ người ta không ưa mình, nhiều con người ghét dần đi, và dần dần cũng mất phước báo nữa.
thì cuộc sống, chất lượng cuộc sống, cái mối quan hệ xã hội con người từ từ cũng kém đi dần. Và từ từ cái quá trình làm ăn làm việc rồi này kia nó không bền vững. Thì cái này á là chiên hòa thịnh, không hòa si. Mà chúng ta cần đối với con người là nhận thức nội tâm về con người, là mình người yếu hơn mình thì mình làm gì? Giúp đỡ. Người mạnh hơn mình trợ duyên. Vậy thì mình mượn sức của người và trợ lực cho người đều cân bằng được hết. Giống như toàn lấy ví dụ như gì đây, đó là cô Minh nè, là ngày xưa cổ đến với lớp học, đến với nhà của Toàn là cổ có vấn đề sức khỏe. Thì cổ mới nhờ Toàn, vợ Toàn trợ duyên, gia đình Toàn trợ duyên. Thì bước đầu tiên cổ đến thì trợ duyên Toàn cũng đâu nói gì, không gì. Nhưng mà Toàn thấy cổ á có cái đầu óc tư duy rất hay. Cái thai gì đợi cổ mình giúp đỡ cổ, cổ không Toàn nhờ cổ trợ duyên lại cho Toàn. Thì Toàn vừa trợ duyên cho cổ, nhưng cổ nhờ cổ trợ duyên lại cho Toàn, có phải là Toàn trợ lực cho cổ và mượn sức của cổ để trợ lực lại cho Toàn làm điều khác không? Thì đối với con người, mình cân bằng đã cả phò si và phò thịnh trong cái, trong chính cái người đó, thì đó là cách đơn giản nhất. Đừng có tư duy người này yếu thế tôi giúp, người này mạnh mẽ tôi mượn sức. Vậy thì cái cách mình làm đơn giản như thế này: mình giúp người để nhờ người giúp mình, còn mình nhờ người để có cơ hội giúp đỡ con người. Hiểu ý này không? Mình giúp người và nhờ người giúp mình. Các anh chị nắm ý Toàn nói không? Có nghĩa là người đó, ai đó lại nhờ mình giúp đỡ. Các anh chị nếu trong nguồn lực, các anh chị sẵn sàng giúp đỡ không? Nếu ai đó nhờ mình giúp đỡ, nếu trong nguồn lực thì các anh chị sẵn sàng giúp đỡ không? Từ khi thái độ và mọi cái của họ kém quá, chúng ta ngân duyên kiểu sao đó chúng ta không muốn giúp, là thôi. Nhưng mà nếu mà trong nguồn lực chúng ta giúp, nhưng mà nếu chúng ta giúp đỡ họ thường xuyên, thì theo các anh chị họ đang bị hưởng phước báo không? Họ có hưởng phước báo không? Và từ từ phước báo của họ mất không? Mất phước báo á, họ hưởng á, họ hưởng phước tại vì giúp đỡ mà. Vậy thì như vậy là chúng ta đang giúp ai? Thực chất lúc đó mình đang giúp đỡ mình hay là giúp đỡ họ các anh chị? Giúp đó mình đang giúp đỡ mình hay giúp đỡ họ? Giúp đỡ mình hay giúp đỡ họ? Giúp đỡ mình. Được chưa? Ở đây Kiều Linh Hà hỏi một câu là: thưa thầy sao? Giơ tay Kiều Linh Hà, giơ tay lại. Kiều Linh bị đồng hóa khái niệm nữa rồi, nên giơ tay giải quyết triệt để đợt này luôn ngay. Sao? Vụ gì? Em chào thầy ạ. Dạ, biết ơn thầy đã đáp. Nhỏ xíu à, chưa nghe. Dạ, alo, thầy nghe để em không ạ? Rồi, nghe. Dạ. Dạ thưa thầy, tức là ngày trước em có nghe thầy dạy là nếu như mà... Chào thầy. Hello con. À, nếu như mà ở cùng gần với một người mà mình không kéo người ta lên được thì người ta sẽ kéo mình xuống bằng với người ta ấy ạ. Thì câu đó là Toàn không bao giờ Toàn nói. Nói cái khác đi, ý khác đi. Chứ Toàn chưa bao giờ Toàn nói cái câu đó trong cuộc đời của Toàn. Nói ý khác đi. Nói ý có khác. Nghĩa là câu chuyện về con chuột đúng không? Dạ. Thì có nghĩa là vấn nạn của con người mà mình thờ ơ thì coi chừng á là mình bị nạn theo, mình bị mắc nạn theo nếu mà vấn nạn của người ta mình thờ ơ, chứ có khi nào nói kéo lên kéo xuống cái đó. Dạ. Hiểu ý nào không? Dạ. Một Covid vừa rồi đi sẽ biết người ta bệnh, cái mình né thôi, tôi định tôi không gần đâu, mà mình không giúp đỡ người ta, có phải là người ta là cái nhân để lan gõ bệnh bên ngoài không? Thầy đang dạy mẹ này con nghe. Hiểu không? Hiểu ý đó không?
Dạ. Dạ thưa thầy, em tại vì em có một cái hiện thực là những người ở xung quanh em, đồng nghiệp với em ấy, thì họ có rất là nhiều vấn đề, nhưng mà khi mà họ hỏi em thì em nói với họ thì họ lại bảo là em kiểu như là em tưởng tượng em cuộc sống của em màu hồng quá, là họ ra sức là làm cho em không tin và làm cho em kiểu như là không nói cái điều như thế nữa. Thế thì những người như thế thì em đang chọn cách là thôi em không nói gì với họ nữa, em chỉ dừng lại thôi. Em đâu có liên quan gì tới chỗ này, em không nói thôi, có chuyện gì đâu. Nhưng mà nếu em thấy người ta có vấn nạn mà em không nói, thà em nói mà người ta không ủng hộ thì sau này đỡ. Còn em thấy người ta sai trước mắt hay là có vấn nạn, em cho ra lời khuyên mà em nín thinh, em biết mà em nín thinh, thì nếu mà em bình thường thì thôi, nhưng nội tâm sau này nhiều khi vấn nạn của họ ảnh hưởng đến em, họ đem tiêu cực lan rộng công ty, sau đó công ty phá sản thì em cũng thất nghiệp. Đó, em thấy vấn đề phát sinh ở công ty, nhưng đó là vấn đề của trách nhiệm của em cần phải có, nhưng em cũng thờ ơ, em nói thính thinh kệ người ta, cuối cùng nó gãy. Ý vậy chứ làm gì có chuyện kéo lên kéo xuống. Dạ, vậy chắc là em đã hiểu nhầm rồi ạ. À. Dạ, biết ơn thầy ạ, biết ơn các nghĩa. Cảm ơn Cưng. Dạ. Các anh chị hiểu chỗ ý của thầy Toàn nói không? Có nghĩa là khi mình giúp đỡ người, bản chất là mình đang giúp mình, bởi vì mình đang tích phước báo. Các anh chị ghi câu đó vô giúp Toàn. Khi giúp người là bản chất á, là mình đang giúp mình, bởi vì mình đang tích phước báo. Được chưa? Okay. Vậy thì thật sự mình muốn giúp người không? Các anh chị muốn giúp người không? Vậy thì đối với những con người, người ta đang bị yếu thế, cái tâm trí của người ta ngay giây phút đó đó là người ta muốn mình giúp thôi. Thì nếu mà mình không cho họ cái quan niệm rằng tôi giúp bạn lúc khó khăn, lúc gọi là cơ cực bần cùng, nó gọi là nguy khốn, chứ tôi không giúp bạn khi nghèo khổ. Các anh chị hiểu ý này không? Hai khái niệm giúp người khác nhau. Vậy thì nếu mà tôi giúp bạn suốt như vậy thì phước báo bạn sẽ bị mất và cuộc sống của bạn ngày càng sẽ tệ hơn. Minh chứng, người nghèo được người ta giúp đỡ hoài thì càng ngày càng nghèo, chứ đâu có ai giàu lên đâu. Nhưng mà người giàu là người đi giúp người. Mình đừng bị đồng hóa khái niệm là có tiền mới được đi giúp người. Nên là gì? Tôi giúp bạn thuận duyên cái gì, bạn trợ duyên tôi lại cái này để giúp đỡ cho người xã hội, thì mình mượn sức của người đó. Một là mình nói ra, hai là mình yêu cầu bằng cái cách gì đó nhờ giả họ làm một điều gì đó lại giúp đỡ mình cho một cái gì đó ngoài xã hội, tạo giá trị thêm cho xã hội. Thì tất cả những anh chị đồng hành cùng Toàn trong nhiều năm trước á, thì giống như từ các anh em đều là lại nhờ giả Toàn hết. Nói giờ em ở Cần Thơ lên đây không có chỗ nào ở rồi, không biết làm gì, thì em nói thôi vậy ở với anh đi, bao nhiêu tháng thì Toàn trợ duyên hết. Nhưng mà tới khi vừa có việc cần làm thì Toàn kêu hỗ trợ anh cái này. Nếu mà người đó không có quan niệm hỗ trợ lại Toàn, Toàn đã tạo điều kiện cho học tập rồi mà không có quan niệm, thì Toàn nói thôi, nhân viên anh em mình tới đây kết thúc, bye bye nhau, Toàn không muốn hại người đó nữa. Còn người đó ra tay tương trợ lại cho mình, và Toàn từ 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 tạo giá trị cho người đó, tạo giá trị, thì dần 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 họ phát triển lên. Nên tất cả những anh em đồng hành cùng Toàn càng ngày càng phát triển lên là bởi vì Toàn tạo cái bối cảnh để cho họ trợ giúp người khác, nên là từ từ họ tích tạo được một phần công đức phước đức mà họ phát triển. Vậy thì mình giúp người, mượn cái cớ giúp người, nhưng mà thực chất lúc đó mình đang giúp mình. Còn mượn cái cớ nhờ người giúp mình thì thực chất mình đang giúp người. Hiểu ý này không ta? Các anh chị nắm ý này không? Có nghĩa là mình giúp, mình khởi tâm giúp đỡ con người là mình đang thật sự giúp mình,
Tại vì mình đang tích lũy phước báo. Chùa tượng quá thầy ơi, có gì đâu chùa tượng. Phật tử nó đơn giản như vậy mà cũng viết lên chữ chùa tượng đó. Đâu Thảo Nhi giơ tay ai chùa tượng như thế nào? Nó quá đơn giản mà cái từ đó thuật ngữ có gì đâu chùa tượng. Ghi không kịp thì ta đọc lại. Đâu giơ tay lên nói thứ hai. Chị Nhi gì nè? Giờ cái ai lên giao lưu cái ai? Chùa tượng ở đâu? Tốc độ em, giờ cái ai? Có gì đâu chùa tượng. Mình nè, mình giúp đỡ con người, có phải là mình đang tích phước không? Tôi hỏi các anh chị, giúp đỡ con người là các anh chị đang tích phước, có đúng không? Rồi, vậy thì mình đang giúp ai vậy? Mình đang tự cứu mạng mình thông qua cái việc đi giúp người. Được chưa? Vậy thì mình càng giúp con người, cái cuộc sống mình càng ngày càng tốt. Trời ơi, cuộc sống mình đi người giàu á, càng cho đi càng giàu, càng cho đi càng giàu. Và thể hiện ra mình như là rất là giàu có gì đó. Thể hiện mình tâm Bồ Tát đồ này kia. Nhưng nó không phải vậy. Cuộc sống của người ta tốt lên, trí tuệ người ta khai mở, người ta ngày càng tốt lên, thật sự mình mới giúp người. Vậy thì á, lúc mình mượn cái cớ đi giúp người là cái cơ hội để cái miệng lúc mình giúp người á là mình đang giúp mình, nhưng mà nhờ họ giúp mình là mình đang giúp người. Hiểu tới đây không? Nắm được ý này không ta? Sao nó đơn giản như vậy mà sao vậy ta? Sao Dung Nguyễn hỏi gì chỗ này? Dạ, em nghe trân trọng biết ơn và cảm ơn thầy đã gọi em ạ. À, em có hiểu chỗ thầy giảng rồi, nhưng mà em muốn thầy giúp đỡ em, cho em xin thêm bối cảnh và ví dụ để em có thể giúp đỡ con gái của em tích phước được không ạ? Có gì đâu, nghe cái câu đó hiểu đi rồi là xong rồi. Có cái gì đâu phải ví dụ. Lấy ví dụ nó thiển cận muốn chết, nó hình tướng của nó đa dạng mênh mông. Có nghĩa là bây giờ mình nuôi con, mình tối ngày chăm sóc con, nuôi dạy con, đúng không? Vâng ạ. Là mình đang cứu mạng mình đó. Tại vì thông qua quá trình bồi dưỡng chăm sóc cho con thì phẩm chất của mình nó phát triển, tình yêu thương phát triển, trách nhiệm phát triển, nhân lễ nghĩa mình phát triển, tính mình cũng phát triển, nâng lễ nghĩa chí tính luôn, lắng nghe con hơn, trách nhiệm đối với con hơn, yêu thương con hơn, chữ tính đối với con hơn, là mình đang bồi dưỡng phẩm chất của mình. Càng có con thì phẩm chất của người đàn ông, người mẹ, người cha càng phát triển, thì cuộc sống của mình ngày càng chứng chắn, càng tốt đẹp hơn, càng ngày càng phát triển lên. Có để ý điều đó không? So với trước khi độc thân không? Vâng. Vậy thì lúc đó là mình đang giúp ai vậy? Vâng, đang giúp mình ạ. Đang giúp mình, cứu mạng mình. Vậy thì bây giờ mình cũng giúp mình xong rồi, mình phát triển rồi, mình cũng phải dòm ngó lại con mình chứ, con mình trưởng thành phát triển nó mới đúng chứ, nó phải tích phước báo chứ. Nên mình mới nhờ giả con trợ giúp cho mình làm điều gì để con tích phước báo, và từ đó con cũng trưởng thành giống như mình. Thì hai cuối cùng mình, mẹ con đều phát triển. Còn người mẹ không hiểu đạo lý đó, tối ngày chăm sóc cho con, tưởng rằng mình là người ban phước báo cho con, giúp con, ai ngờ đâu là gì, cuối cùng càng ngày càng chăm sóc cho con thì con nó càng tệ. Mà mình lại nhỏ mạn, lại mình là một người ngạo mạn, cuối cùng mất phước, mẹ mất phước và cả con cũng mất phước, bởi vì thiếu hiểu đạo lý đó. Được không? Vâng, tức là mình sẽ để mà giúp con tích phước là mình sẽ nhờ con giúp đỡ mình làm công việc nhà nữa, đúng không ạ? Ôi là trời, giúp đỡ cái gì kể? Tùy theo tuổi, nó mới đẻ ra kêu nó giúp việc nhà cái gì? Vâng. Nó mới đẻ ra rồi sao giúp việc nhà? Bạn em cũng lớn lớn rồi ạ, cũng sao biết, làm sao biết có con gì thì phải tự biết tư duy chứ. Vâng ạ, em muốn xin thầy một số bối cảnh để em không em có bối cảnh gì trần, tuyệt đối không có lấy ví dụ luôn, tại vì nó quá đơn giản như vậy mà lấy ví dụ chi, để toàn xem thường tư duy của mọi người, cái chuyện xem thường như vậy toàn không làm. Dạ, tại vì nó rất là đơn giản, mình giúp người khác là mình tích phước, mình cho người ta trợ giúp lại mình là người ta cũng tích phước.
báo hai cái như vậy cân bằng với nhau thì là mượn sơ sức và trợ lực rất là tốt, không có làm gì nữa tên gọi tùy theo cái hoàn cảnh mà làm, không có ngồi chỉ, tại vì chỉ không rồi gặp khuôn đó rồi tới khi tình huống không phù hợp rồi sao. Có những lúc mình đâu cần giúp người ta, nhưng vừa thấy người đó đâu giúp chị cái này em, nhờ em làm này, cái người đó càng làm càng trân trọng biết ơn, càng hào hứng, thì sau đó mình trợ giúp lại cho em đó nó tốt hơn. Thì có những lúc mà là mình mượn sức trước rồi trợ lực sau, có những lúc mình trợ lực trước mình mượn sức sau, thì tùy theo hoàn cảnh mà mình làm. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Chứ ngồi đó mà ngồi ví dụ gì đó cho nó chi, ngồi đó viết ra tự ví dụ, Toàn sẽ không bao giờ trả lời cái câu hỏi, một số câu hỏi đó là trả lời xong các anh chị mất đi niềm tin. Tại vì chỉ cần tư duy chút xíu là được, mà chúng ta phải nghĩ sao làm mới đúng thì nó không đa dạng, sau này gặp khuôn cái trường hợp đó không tư duy được. Nắm được ý này không? Nó quá đơn giản mà. Rồi xong ha. Rồi đó là cái vế thứ nhất. Cái vế thứ hai đây. Có những con người người ta thuộc top 4C mà mình thấy mình muốn giúp họ lắm, nhưng mà các anh chị muốn giúp họ không bao giờ chịu. Họ không bao giờ chịu. Có ai bị cái trường hợp này không? Ai mà ra tay giúp đỡ mình, thấy mình muốn cho gì mình giống như là gì, đừng có bố thí tôi như vậy, tôi không có chịu đâu. Có ai mắc phải cái này không? Có ai bị mắc phải cái? Đúng rồi. Vậy thì cái người đó đó, các anh chị muốn giúp đỡ, các anh chị làm gì biết không? Các anh chị nhờ họ trợ lực cho mình. Các anh chị nhờ họ trợ lực cho mình. Qua thời gian họ trợ lực cho mình xong thì thuận duyên á, các anh chị giúp họ, họ mới cho các anh chị giúp đỡ. Có trường hợp đó xảy ra không? Các anh chị có trường hợp đó xảy ra không? Các anh chị có trường hợp đó xảy ra không? Thì vậy đó, đó là trường hợp của những người khỏa si, khỏa thịnh, là trường hợp đó mình ứng dụng vô con người luôn. Đúng rồi, họ không, giống như là họ không muốn mang ơn ai hết trơn á, họ muốn giúp đỡ thôi. Nhưng mà cái người như vậy á, qua thời gian nếu mà có đạo lý dẫn dắt thì mới không mất phước báo, còn nếu không thôi thì người đó rất dễ mất phước báo do ngạo mạn. Có đạo lý dẫn dắt thì cái người đó mà nhận giúp thôi, không nhận gì đó, họ nhận có chó chọn lọc. Nhưng mà nếu không có đạo lý dẫn dắt thì người đó vẫn mất phước báo, bởi vì qua thời gian giúp người nhiều quá, cái điện tử nó tăng lên, cái nó ngạo mạn. Ngạo mạn nội tâm nó nguy hiểm, trong một tích tắc những gì mình làm nó mất. Nên mình muốn giúp những con người như vậy thì mình phải cho họ trợ lực mình trước, sau đó từ từ thuận duyên mình hỗ trợ thì được. Các anh chị làm vậy là cân bằng và si phò tịnh, đó nghĩa là đối xử với con người là mượn sức và trợ lực phù hợp. Được không? Rồi đối với con mình, các anh chị làm điều này càng sớm thì càng tốt. Ngạo mạn quy tế lắm nó ngang các anh chị, các ngạo mạn đó nó khủng khiếp lắm nó ngang. Nó rất nhỏ, nó có nghĩa là mình không thể hiện bên bề ngoài, mình rất là khiêm tốn, từ tốn, gặp ai cũng vui vẻ, trời sao thấy thoải mái nấy mà. Nhưng mà cuộc sống của mình nó không hài lòng, cuộc sống nó sao á, nó bực bội sao. Và ai chạm tới một cái gì đó mà tự trọng, tự tôn của mình trong quá khứ, cái một là mình sân lên khủng khiếp luôn á, chứ không phải dẫn đâu. Chạm chút xíu là mình sân dữ lắm á. Nên là mình chú ý mấy này nghe, cái này mình tự cứu mạng mình thôi chứ không có khái niệm được, tại vì mình không biết được. Rất là từ tốn nghe, rồi những người quán trách cũng vậy nữa các anh chị, rất là khủng khiếp nghe.
hy sinh cho gia đình, không nói gì trơn, mở miệng ra tối ngày cười, em hút cần cái gì cũng cho, cái gì cũng giúp đỡ hết, nhưng trong nội tâm quán trách không chịu nói, quán trách ba, quán trách mẹ, quán trách những người xung quanh, nhưng mà lúc nào cũng cười. Cái người ta đánh giá, trời ơi, sao nó hiền nhưng cuộc sống nó khổ quá vậy, sao người thân yêu này kia không có, không có ai cuộc sống này hiền mà khổ trơn á. Không có ai lương thiện mà cuộc sống không tốt trơn á. Nhưng mà bởi vì do đâu? Do hiền, giả bộ hiền ở ngoài nhưng nội tâm quán trách ở bên trong. Rồi cuối cùng sao à? Trời ơi, lo cho gia đình từ lưa hết trơn, lo giả mang luôn, mà cuối cùng cuộc sống rất là kém. Là bởi vì nguyên nhân do bên trong của mình mới biết. Ở đây Quang Lê có hỏi là hiệp sĩ đường phố giúp người không nhận trả ơn, vậy có rơi vào ngạo mạn không thầy? Không biết đâu. Cái nội tâm người đó mình mới biết. Có một số người á, thì ân bất cầu báo á, họ có thể buông được liền, họ làm được, nhưng mà có một số người không được thì mình đâu có biết rõ cái chuyện đó, mình không biết được đâu. Cái này nó thuộc về top không biết, không biết luôn này, tại vì nó thuộc về trạng thái nội tâm của người đó mà quyết định. Tâm ngạo mạn làm sao khắc phục hả? Vài bữa học tới khiêm tốn xử lý. Đừng lo mấy chuyện đó. Không có lo mấy chuyện đó. Mình đừng có quan tâm mấy chuyện đó. Không có lo lắng. Đừng có ta tập trung vào bóng tối. Nhưng mình biết nhận dạng đó cái. Rồi vài bữa đưa ánh sáng vô. Câu nói của học Phật là không thấy lỗi thế gian hả? Không thấy lỗi thế gian thì hôm qua mình nhận thức bậc 2 rồi bạn. Nhận thức bậc 2, có câu không thấy lỗi thế gian tới nhận thức bậc 2 hoặc bậc 3. Thứ nhất là cội nguồn từ mình. Cái thứ hai là tánh không. Tánh không thì mấy cái đó có rồi mà. Mấy đó học trước đây mà. Được không? Hiểu ha? Nắm được tới đây ha? Rồi từ giờ trở đi vậy thôi. Mượn sức trợ lực đây. À, Lương Nguyễn có nói nè, ngạo mạn quán trách nó vi tế á. Vi tế lắm. Nó rất vi tế. Nhiều khi cái lỗi nhỏ thôi. Khóa này là toàn tập trung hỗ trợ cho các anh chị. Nên hôm trước có người chị lên vừa nói với toàn á. Thầy nói nhanh quá đó, em nghe không kịp á. Các anh chị có biết là cái đó là sự quán trách không? Các anh chị có biết là một câu nói thôi, thầy nói nhanh quá em không có nghe kịp. Các anh chị có biết là sự quán trách không? Nó khủng khiếp như vậy đó. Nó nhỏ xíu cái câu nói như vậy thôi, thầy nói nhanh quá em nghe không kịp, chứng tỏ là gì? Do lỗi của ông kia, ông nói không được nên tôi không hiểu, tôi nghe không được. Mà do ổng như vậy thôi là quán trách á. Mình tưởng đâu sự quán trách là cái gì khủng khiếp, đúng không? Vậy thôi phước báo nó cũng giảm liền. Nếu mà người nào mà người thầy giáo nào mà không hiểu đạo lý đó, cái tự nhiên một câu nói nó ra, cái sân nó sẽ nổi lên, làm cho người ta không có giúp cho người đó trưởng thành và phát triển luôn. Được không? Nói câu nhỏ thôi, sao mà anh về trễ quá vậy, mẹ con của em chưa ăn cơm nữa nè. Đó, cái câu đó dị tai đó, các chị biết là quán trách không? Quán trách đó, tưởng rằng bình thường chứ quán trách đó trời. Sao con không chịu ngủ đi? Người ăn học rồi người sao mai đi học? Nhìn thấy bình thường đúng không? Là quán trách con. Nếu mà không chịu ngủ
là không có đi học thì cái danh nó không có. Trong tương lai học hành dở danh không có ảnh hưởng đến mẹ. Quan trách đó, nhỏ xíu gì ta quan trách đó. Thì mình muốn con nó đi ngủ thì mình nói thôi con đi ngủ sớm đi để ngày mai đi học tốt con là xong rồi. Mình không, mình chơi ngược lại, mình quán trách không à. Nói đại đi, có gì coi con đi ngủ đi, ngày mai ngủ đi, ngủ sớm đi, mai đi học, thì như vậy là ngon rồi. Không, mình chơi ngược lại. Nhiều cái lắm, cuộc sống hàng ngày sinh ra bỏ được mấy cái đó thôi là xong. Lỗi nhỏ xíu như này thì hầu như ai cũng bị ha. Đúng rồi, đó là lý do mình làm thấy bà mình luôn. Mình làm hoài cống hiến gánh vác cho gia đình, mình làm từa lưa đều cho xã hội, nhưng cuộc sống mình cũng không khá. Là bởi vì làm nhiều đốt nhiều, làm nhiều xây nhiều, đập nhiều xây nhiều, đập nhiều hết trơn. Như vậy đó, hàng ngày cứ ngày làm giúp người, sau đó đập bỏ, giúp người đập bỏ, tích phước đốt, tích phước đốt, tích công đức bồi đèn, tích phước đức đốt, công đức bồi đèn tối ngày sáng đêm vậy đó. Thử ăn, các anh chị quản trị lại những cái đó thử ăn. Trong vòng 6 tháng cuộc sống nó đổi toàn diện. Rồi tăng cường công na, tăng cường thêm cái tạo lập giá trị nữa. Các anh chị coi nó khủng khiếp, ba ít tháng thôi là đã đổi. Sao biết để nhận biết đó là quán trách để sửa lại thầy? Không, đâu có tập trung vô cái đó. Tập trung vô trân trọng biết ơn. Để quán trách nó sôi đi, chứ ai đi tập trung vô đó. Được hen. Rồi, con người là thầy của ta. Con người là thầy. Ngày xưa không có dám nói mấy này với các anh chị đâu. Tại vì nguyên lý ánh sáng chưa thấu suốt á. Nói mấy cái này các anh chị tập trung vô tiêu cực chết đây. Lỡ mình lỡ quán trách rồi giờ sao? Trời ơi chửi con rồi giờ sao hối hận? Không có. Các anh chị đừng xạo mấy đó. Thôi mình đốt thì mình xây lại. Mất hết phước. Ngày hôm nay ngủ sáng thức dậy làm lại từ đầu. Ngày nào toàn cũng làm lại từ đầu hết trơn các anh chị. Sáng sớm thức dậy từ sáng tới tối làm lại từ đầu. Ngày nào toàn cũng khởi động công đức phước đức ngay từ đầu lại hết. Nó mất nhiều kệ nó, không quan tâm. Nhưng mà càng ngày thì mình càng phát triển thêm lên. Ngày nào cũng làm lại từ đầu. Như thở ban đầu sáng sớm ra tạo lập lại. Chứ mình đừng ngồi đó tập trung vào mình mất bao nhiêu. Tiền của mình kiếm nhiều hơn quá trình tiêu xài chắc chắn nó dư. Nó dư, nó sẽ dư. Một ngày nào đó nó sẽ dư. Còn nếu không thôi ăn, không biết nguyên lý ánh sáng, các anh chị sợ lắm á. Các anh chị càng tiếp cận tôn giáo, các anh chị càng sợ hãi. Càng thấy nè, hàng ngày khẩu nghiệp nè, một ý nghĩ của mình nó cũng ác ý nè. Trời ơi, còn nhiều cái nữa. Khủng khiếp lắm, sợ lắm. Nên thôi tập trung vô ánh sáng. Không có dám nói mấy này đâu. Sợ các anh chị nhận đức nó chưa đủ á. Cái nói ra cái tối ngày sao tiêu cực suốt kìa. Thì không được. Nhưng mà bây giờ thì toàn thấy cộng đồng của mình á. Nó khác biệt rồi. Nên là toàn xin phép toàn nói sâu chút xíu. Tại vì ngày xưa giờ nói nhận thôi. Không tập trung nói vô duyên. Đặt khóa này coi gieo cái duyên rồi các anh chị có đổi được không? Chứ ngày xưa giờ nói nhân rồi duyên, không biết 3-4 năm nữa mới nói quả được không? Chưa nói quả được luôn á. Mới nói nhân rồi.
Thầy thấy hổng gài các master đồ bắt đầu nó nhân nhân đỡ rồi, nên thử khóa này thử duyên được không? Các anh chị đón nhận nổi không? Không đón nhận nổi quay lại nhân tiếp. Thì nói hoàn thiện nhân duyên quả mới hoàn thiện cái thấu suốt nhân sinh. Khi một người thấu suốt nhân duyên quả thì mới thấu suốt nhân sinh. Quả chưa làm được đâu. Quả chắc có khoảng 3 năm nữa mới làm quả được. Còn khoảng 3 năm nữa mới quả. Tại vì nhân duyên tốt thì quả mọi người tự gặt. Còn khoảng 3 năm nữa trở lên mới làm quả được. Khoảng 5 năm lộ trình của quýt mới có thể làm quả được. Quả lúc đó là các anh chị gặt cuộc sống vào toàn diện nhiều lắm á. Nhưng mà nhân duyên tốt mới làm quả được. Còn bây giờ nếu mà quả sớm quá nó bị ú, giống như vú cái trái cây nó chín sớm á, nó không đạt. Tại vì con người bây giờ là phải rằng tập trung vô nhân duyên. Dạ. Rồi được khen thầy. Có người thầy kia, ông trước kia ông mất, thì ông gom đệ tử lại xung quanh. Cái có người đệ tử đại diện mới nói là gì, thầy, thầy mất rồi thì tụi con dựa vào ai để tụi con có thể làm thầy của con. Mà con thấy lạ ngang, từ khi con biết thầy, con học của từ thầy á, con không có thấy thầy của thầy. Thầy của thầy là ai vậy thầy? Thì cái người thầy đó nói, trong cuộc đời ta thì có 3 người thầy chính thức. Lúc hồi còn tuổi trẻ ta thích du ngoạn đây đó lắm, thì một lần đến một cái con suối á, đối diện với suối thì có một con chó hoang. Chó hoang nó chuẩn bị xuống suối uống nước, thì nó nhìn thấy bóng của nó dưới dòng suối á, nó sủa mà nó sợ, tại vì bóng của con chó bên dưới nó lớn quá. Cái nó thụt lùi lại, mà khát nước quá nên nó cũng phải uống. Và cuối cùng thì nó liều mình, nó nhảy xuống nước. Nó chiến thắng bản thân đó. Và cuối cùng thì chó nó uống được nước. Thì ta quan sát toàn cảnh đó thì ta thấy được một điều. Đúng là nỗi sợ lớn nhất của con người là đối diện với chính mình. Chỉ cần chiến thắng chính mình thôi, dám đối diện với chính mình và chiến thắng chính mình, thì là một trong những điều đã vượt lên chính mình thôi. Chiến thắng chính mình thôi, không cần chiến thắng bất cứ ai. Thì đó là một trong những điều quan trọng rồi. Thì người thầy của ta chính là con chó. Người thầy đầu tiên của ta là con chó. Ta đi khắp nơi du ngoạn, ngày càng cũng trưởng thành và phát triển. Nhưng một ngày đó thì bão tuyết nhiều quá mà không tìm được bất kỳ nhà trọ nào. Thì thấy một cái tên trộm á, là trộm bất thành của một ngôi nhà. Thì ta đuổi theo và hỏi tên trộm đó là vòng ở đây có chỗ nào cho trọ không. Tên trộm nó nói ông không kiếm chỗ có đâu, nhưng mà nếu ông chịu trả tiền cho tôi thì tôi cho ông ở nhà tôi. Thì ta khu trú nhà tên trộm đó khoảng tuần lễ. Một điều cực kỳ đặc biệt đó là ngày nào tên trộm đó cũng đi ăn trộm, dù mưa bão thế nào. Sự kiên trì của tên trộm làm ta cũng thấy nể. Nhưng mà một điều hay của tên trộm đó nữa, đó là ngày nào mà đi trộm về không có thì tên trộm đó rất là nóng giận nha. Nhưng mà khoảng 1 giây 2 giây sau thôi, và điều nói với ta là gì? Nhất định ngày mai tôi sẽ trộm được đồ.
Một người làm việc sai trái như vậy mà họ còn có hy vọng vào ngày mai và kiên trì nhẫn nại như vậy, vậy thì nếu mà ta làm những gì tốt đẹp cho xã hội này thì tại sao chúng ta không kiên trì và chúng ta có tương hy vọng vào tương lai, vào ngày mai? Thì từ đó ta đã thay đổi cái nhận thức đó và kiên trì trao đi những giá trị cho xã hội. Vậy người thầy thứ hai của ta chính là tên trộm. Tuổi trung niên lên này, tuổi trung niên rồi, thì những hiểu biết của ta đã nhiều trong cuộc sống này, tại vì ta du ngoạn khắp nơi và tìm kiếm nhiều cái, học tập được nhiều cái. Thì khi mà đến một cái ngôi đền đó, thấy một cái cậu bé rất là khôi ngô tướng tú đang chăm cái đốt đèn cầy cho cái ngôi đền đó, đốt đèn cầy, thì ta tính dạy một vài điều cho cậu bé. Thì ta mới hỏi cậu bé là gì: đố con lửa từ đâu đến? Thì ngay tức khắc cậu bé có khoảng cỡ 7-8 tuổi thôi, cậu thổi đèn cầy đi, thổi lửa đi. Và cậu nói là gì: nếu ông nói cho tôi nghe lửa nó đi về đâu thì tôi sẽ nói cho ông nghe lửa từ đâu đến. Thì ngay tức khắc ta giật mình, vì một bạn nhỏ thôi, bạn nhỏ thôi mà bạn đã có những cái nhận thức như vậy rồi, bạn có cái trí tuệ như vậy rồi. Thì ngay tức khắc ta cảm giác được một điều, đó là mọi người ai cũng có thể là thầy của ta. Và sau người thầy thứ ba đó thì hầu như ai cũng là thầy của ta, chính các con cũng là thầy của ta. Thì toàn nghe cái câu chuyện đó đó các anh chị. Nếu chúng ta có thể xem được con người chính là thầy của mình thì điều đó nó quá hay. Tại vì bất kỳ ai trong cuộc sống này cũng có khả năng cho chúng ta bài học không các anh chị, dù họ mang lại chuyện bất như ý cho chúng ta. Vậy thì nếu ai có nhận thức nội tâm con người chính là thầy của mình thì chính thức cái người đó lập vận hành được cái cổ máy công đức phước đức, vận hành được cái cổ máy công đức phước đức. Thông qua bản thân mình vận hành cổ máy công đức phước đức cho người khác, còn thông qua con người vận hành cổ máy công đức phước đức cho mình. Thông qua bản thân mình trở thành cổ máy công đức phước đức cho con người, nhưng mà thông qua con người cũng thuận duyên trở thành cổ máy công đức phước đức của mình. Giống như toàn nhờ các anh chị có nhân duyên nên toàn nhờ các anh chị lắng nghe những tri thức về nội tâm, đâu đó ai nhận được một phần nào đó cái tánh không của nội tâm và các quan niệm để cuộc sống hôn nhân, cuộc sống tốt hơn, có phải thuận duyên toàn cũng tạo công đức phước đức không các anh chị? Thuận duyên toàn tạo không? Nhưng mà ai có cái cảm giác là thông qua toàn các anh chị cũng tích tạo được công đức phước đức không? Có ai có cảm giác thông qua toàn các anh chị tích tạo công đức phước đức không? Vậy thì con người á, mình là trực tiếp tạo công đức phước đức từ người, nhưng thông qua mình người khác cũng tạo được công đức phước đức. Nếu mà chúng ta cùng với nhau xây dựng được cái cổ máy công đức phước đức thì các anh chị có phải là chúng ta cùng kéo nhau lên cuộc sống chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn không? Các anh chị có nắm bắt được ý Toàn vừa chia sẻ không? Nên cộng đồng, một cộng đồng thật sự mà giúp đỡ cho những con người trưởng thành đó, phát triển đó, thì cộng đồng đó phải xây dựng trở thành một cổ máy công đức phước đức. Cổ máy công đức phước đức. Nên việc các anh chị gieo duyên một phần nào đó, cái tài chính tùy tâm, nó cũng là cách để chúng ta tạo cổ máy. Ngay cả tư duy của Toàn là sách chuẩn bị ra đời, Hạnh Phúc Đủ Làm Chủ Cuộc Đời á, Toàn cũng tư duy là gì? Tạo điều kiện cho các anh chị gieo duyên, sau đó mình dùng đồng tiền đó mình lại gieo duyên ra, tạo ra cái cổ máy về vận hành, về
cái trung tâm huấn luyện, cái từ đó cái cổ máy đó nó cố định mà, cái nó hoạt động cổ máy đó, thì tự nhiên á Toàn cũng gián tiếp tạo điều kiện cho các anh chị tạo ra công đức phước đức một phần nào đó. Quan trọng nhất là mình dùng tiền như thế nào có ý nghĩa cho cái quá trình phát triển của tài chính, cái có ý nghĩa của đồng tiền á, thì nó sẽ xây dòng cái cổ máy đó. Nếu làm khéo thì nó sẽ kéo luôn những con người rất đơn thuần thôi, không cần phải mạnh mẽ là trời ơi khủng khiếp đầu tư tiền bạc gì hết, cũng hàng ngày vận hành cổ máy đó, rồi mình giữ nè, quán trách nè, ngạo mạn nè, giận dữ sân si nè, giận dữ sân si là tà dâm rồi này kia đó, chấp kiến rồi mình hạn chế để mình bảo vệ, cái thuận duyên mình ngủ thôi, cái cổ máy nó vẫn chạy. Các anh chị hiểu ý này không ạ? Tại vì có người vận hành đó mà. Nên là có một số anh chị giới thiệu một anh chị vào đây để học mentor, nhìn thấy hình tướng giới thiệu người vô học mentor thấy bình thường, nhưng mà nếu quỳ lại được biết ơn, Toàn cũng biết ơn các anh chị nữa. Biết tại sao không? Sợ các anh chị tổn phước thôi, chứ quỳ lại được Toàn quỳ lại biết ơn. Tại vì các anh chị đang tạo ra, kiến tạo ra một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, gián tiếp tạo ra người đó giúp cho xã hội trong tương lai. Toàn thường nói với các mentor cực lắm, trong tương lai các anh chị không có tin. Nên Toàn nói Toàn yêu thương các anh chị nhiều, thiệt là nhiều, là bởi vì nguyên nhân do các anh chị sau này rất là cực. Tại vì biết cái kiến thức nội tâm rồi, nó quá hay rồi, nó đã giúp con người mình này, chỉ có một vài cái chia sẻ thôi là mình đã kiến tạo đời sống mới cho hàng loạt con người rồi, mà mình đâu có ngồi đó mình nín thinh được, tối ngày sáng đêm nói. Nên là một số người bây giờ ngộ được câu nói đó của Toàn đó. Tiêu chuẩn của một cộng đồng có nhiều cái lắm, bữa nào nói sao. Nó phải hội đủ ba yếu tố của một tổ chức trường tồn lận. Nhưng mà cơ bản là nói để làm cho nhanh con người chuyển hóa thì nó phải có cái cổ máy công đức phước đức. Nói thôi có gì mà cực thầy hả? À, thầy thử đi sẽ biết. Thử đi các anh chị, thử đi các anh chị sẽ biết. Các anh chị thử đi. Thử đi các anh chị sẽ hiểu. Còn một câu nói ở người thầy này nữa, đó là ai cũng có thể là thầy của chúng ta. Nhưng mà khi các anh chị học cái kiến thức về nhân sinh rồi thì không phải ai là thầy của mình, không phải ai cũng là thầy của mình, mà ai cũng có thể là thầy của chúng ta. Tại vì ai cũng có thể cho chúng ta cái bài học, thì chúng ta có thể tạm gọi họ là thầy của chúng ta. Nhưng mà người thầy thực sự, thầy trong cuộc đời của mình, thì không phải ai trở thành thầy của mình được nữa. Lúc đó mình kén thầy. Các anh chị hiểu câu nói Toàn vừa chia sẻ. Các anh chị hiểu ý Toàn vừa nói không? Có nghĩa là ai cũng là thầy của chúng ta, nhưng mà không phải ai cũng là thầy. Tại vì ai cũng có thể cho chúng ta bài học nào đó, thì chúng ta tạm gọi, chúng ta trân trọng biết ơn điều đó, thì chúng ta gọi là thầy. Nhưng mà khi các anh chị đã thấu suốt cái kiến thức nhân sinh rồi, thì không phải một người không đủ trí tuệ, tâm thái, phẩm chất và nhân cách thì cũng không có thể. Các anh chị từ từ các anh chị sẽ bị kén thầy đi. Nên ai đó phải rất khéo nghe. Sau khi các anh chị học cái lớp nội tâm này rồi, các anh chị về lại cái môi trường các anh chị sống. Ngày xưa những con người đó các anh chị cảm thấy rất hay, nhưng mà từ khi học kiến thức nội tâm, các anh chị có cảm giác rằng là bắt đầu sự thấu suốt của họ cũng chưa thấu suốt sâu sắc. Thì các anh chị đâm tâm ra các anh chị, cái tâm mình nó có vấn đề á,
À, có nghĩa là mình chưa ăn học lớp nội tâm này thật sự nha. Anh chị nắm ý Toàn vừa chia sẻ không? Anh chị nắm rồi. Các anh chị ngày xưa những cái cuốn sách đó mà các anh chị đọc, các anh chị thần tượng nó lắm. Các anh chị nói trời ơi gối đầu nằm, cái cuốn sách khủng khiếp lắm. Cái sau đi học nội tâm này xong về các anh chị đọc lại, cảm giác rằng là vẫn chưa thấu suốt. Có cảm giác đó không? Có cái cảm giác đó không? Thì chúng ta chú ý nghe. Chúng ta chú ý để mắc tránh cái sự ngạo mạn ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình nha. Nên có một số anh chị không biết á, nên ngày xưa ông chồng thì có những nhận thức rất là đặc biệt, hay thầm nói cái gì cũng nghe. Cái bắt đầu vô học của Quyết, một số cái nhận thức sâu hơn, cái tự nhiên chồng nói cái gì cũng thấu suốt hết, cũng biết hết. Nhưng mà cảm nhận được một điều, anh cũng chưa thấu hiểu triệt để. Cái từ đó cái nội tâm á, nó sinh ra một cái sự phản kháng, thì làm cho mâu thuẫn vợ chồng cũng phát sinh nữa đó nghe. Các anh chị chú ý cái này nha. Quyết không có dạy, Quyết không có hướng dẫn các anh chị cái cách là chấp kiến nha. Mà bởi vì do cái sự nhận thức á, nó bị nó đổi. Nên là những con người mà mình thần tượng ngày xưa á, cái tự nhiên nó đổi luôn. Tại vì mình đã có những nhận thức rồi. Tại vì đâu phải, tại vì thấu suốt nhân sinh thì đâu phải ai đơn giản là thầy của mình nữa. Trừ khi cái người đó rất thấu suốt nhân sinh, thấu suốt luôn cái kiến thức vũ trụ quan, thì những con người như vậy thì các anh chị có thể gọi họ bằng thầy. Còn nếu không thôi, chỉ có thấu suốt đơn thuần thôi, đơn thuần cái kiến thức thế giới quan thôi, thì cũng không có đủ để cho các anh chị gọi là thầy nữa. Nắm ý này không? Hiểu cái ý Toàn chia sẻ không? Chúng ta cẩn trọng cái này để bảo vệ phước báo của mình nghe các anh chị, bảo vệ công đức phước đức của mình, chứ không thôi chấp kiến á nghe. Có một số anh chị học xong chấp kiến à. Ý Toàn nói đây là gì nào? Ai cũng có thể là thầy của mình. Tại vì khi mình học về nội tâm rồi thì mình cảm giác được một điều, hầu như ai cũng có thể mang cho mình bài học, điều tâm đắc mà ngộ ra. Mà người nào mang lại điều đó thì cũng xứng đáng là thầy của mình thật sự. Tại vì mình gọi là thầy thông qua dạy mình mà, dạy gián tiếp. Nhưng mà sau khi thấu suốt những cái kiến thức nhân sinh rồi, cái về nhà lại, đặc biệt là chồng vợ của mình, cha mẹ, những con người ngày xưa mình đã thần tượng về sự hiểu biết của họ, cái phát hiện ra một số anh chị đó, hoặc là những cộng đồng của mình ngày xưa, những người thầy mình rất mến, bởi vì họ dạy mình nhiều điều. Nhưng mà sau khi vừa nghe về lại thì những thấu suốt mà, nên là họ nói cái gì ra mình cũng thấu suốt hết, mình hiểu mà. Và có những cái họ nói ra nó chưa có hạp đạo lý thấu suốt đó, có nghĩa là cái chưa có chiều sâu toàn diện gốc rễ á. Cái tự nhiên tâm mình sanh ra cái tâm là có một chút ngạo mạn rằng là mình có hiểu biết, thì nó như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ xã hội của mình ở các cộng đồng, ở gia đình, ở những người xung quanh. Thì có nghĩa là mình chấp vào cái hiểu biết của mình ở Quyết, nên mình mới đánh giá người ta nó không phù hợp, được chưa? Vậy cũng gọi là chấp kiến, hiểu không? Nắm không? Cái từ từ tự nhiên cái sao mình ăn học Quyết mà cuộc sống mình ông khá lên, nó không phải cách của Quyết làm nha, cách của Quyết nha. Nên mình hiểu được vậy là chúc mừng các anh chị. Rồi mình cũng phải chấp nhận chứ. Tại vì khi cái tôi thấu suốt được nhân sinh, bây giờ ông tùy tiện ông nói bất kỳ cái điều gì, ngày xưa tôi cũng thể xem ông là ông thầy lớn của tụi tôi. Nhưng mà bây giờ tôi thấu hiểu rồi, tôi lớn lên này, tôi ngộ rồi, tôi thấu hiểu suốt rồi, thì vẫn gọi là thầy bình thường.
Nhưng mà mọi lời khuyên trong cuộc sống bây giờ mình còn thấu suốt hơn, thì tại sao mình phải họ là thầy của mình nữa? Thì mình phải tự đốt đuốc để soi sáng cuộc đời mình chứ. Đầu tiên mình không biết thì mình mồi đuốc mình nhận, tới khi mình soi sáng cuộc đời mình thì mình tự soi chứ, mình được quyền chứ, không lẽ giờ dựa vào ai nữa trong cuộc đời này? Thì mình phải tự soi cuộc đời mình chứ. Thì từ đó trở đi mình tự làm thầy của chính mình đi. Dựa vào cái gì? Bám trụ vào, bám trụ vào sự chân thật nơi chính mình đó. Đốt đuốc cho mình đi, được không? Nắm ý này không ta? Làm thầy của mình nên chỗ này có ba ý nghĩa. Một là ai cũng là thầy của mình, nhưng không phải ai cũng là thầy của mình. Và mình tự đốt đuốc cho mình đi để mình làm soi sáng chính mình, thì có nghĩa là từ giờ trở đi mình trao lại cái quyền dẫn dắt con người của chính mình cho mình, được không? Mấy cái đó mình chú ý một chút. Cái đó khi mình làm khéo á, mình mở được cái nhân duyên rất lớn. Sau này có rất nhiều con người lại trao cho chúng ta những cái bài học, những cái giá trị. Và may mắn phước báo cho Toàn, do Toàn có những nhận thức vậy đó. Cái lâu lâu có một người lại gõ tay cho Toàn chút, gõ tay cho Toàn chút. Thì có những con người nói là Toàn đổi liền, có những con người nói Toàn canh, Toàn nói cái này 2 năm nữa Toàn mới đổi, 1 năm nữa Toàn mới đổi. Tại vì có những cái đâu phải mình thay đổi liền mà người ta đáp ứng được. Có những cái Toàn học tập Toàn hiểu á, 5 năm sau thì vợ Toàn mới biết, hoặc là những người xung quanh mới biết. Tại vì tự nhiên biết giai đoạn đó biết để làm gì. Được không? Hiểu ý này. Nên còn nhiều cái có một số anh chị có xây dựng cho quá trình phát triển cũng ít lắm á. Nhưng mà Toàn cũng từng bước mình mới làm, không vội được. Tại vì mình vội cũng không được. Có những cái biết cũng không nên làm vội quá. Thì từng bước. Còn nhiều nhận thức lắm nghe. Trong cái bài hát Con Người Là Vốn Quý á, thì có rất nhiều cái nhận thức về con người. Các anh chị từ từ nghiên cứu nó sao. Toàn chỉ có thể giúp cho các anh chị một số cái nhận thức thôi. Tại vì tới hình như tới mười mấy cái nhận thức về con người hay sao quên này. Các anh chị master học Toàn quên. 28 nhận thức về con người hả? Hình như tới 28 nhận thức về con người lận. Thì các anh chị là học viên á, của 21 ngày thì các anh chị thông cảm cho Toàn. Toàn nói cái này gần 1 tháng lần mới hết. Nên là mình 3-4 bữa mình nói ở mức độ này thôi. Thì con người là vốn thì các anh chị biết rồi, không nói năng nữa, nó đơn giản. Nhiều cái loại vốn khác nhau. Thì các mentor đều được học là cả tháng học cái bài này nè. Học ga gã, học rồi nhiều nhận thức nữa trong cái bài Con Người Là Vốn Quý. Các anh chị nghe, các anh chị hiểu dần. Rồi con người là giữ hình cho chúng ta. Giữ hình là sao? Toàn đang nhờ các anh chị giữ hình cái cuốn sách Hạnh Phúc Đủ Làm Chủ Cuộc Đời đó. Các anh chị có biết không ta? Nhiều tháng trước các anh chị có thấy là Toàn đọc cho các anh chị nghe không? Các anh chị, Toàn có biết là Toàn đọc cho các anh chị nghe, Toàn nói Toàn cho ra đời cái cuốn sách đó đồng tác giả với bạn Mỹ Thị Hằng á.
Bạn Hằng là viết cuốn sách đó có lời tham khảo cùng với Toàn để cho ra đời cuốn sách. Thì cái Toàn đọc cho các anh chị lời giới thiệu, Toàn đọc mọi cái để giữ hình. Nó gần tới rồi. Cái bây giờ mình nói gì, đâu ra phiên bản đặc biệt bằng sách giấy. Cái mua với giá tài chính như vậy, cái một số anh chị có niềm tin đó, cái đặt cái chuyển tiền đồ này kia, thì bắt đầu vật chất hóa nó đi, thì từ từ nó bắt đầu nó ra đời cái cuốn sách một cách chính thống ra đời. Tại vì nó xong hết rồi, giấy phép đồ này kia nữa là bắt đầu in ra, người ta làm phiên bản đặc biệt, thì nó từng bước mình làm. Thì con người giữ hình cho chúng ta. Rồi, ước mơ của chúng ta, ước mơ của chúng ta, các anh chị cứ hình dung gì nè. Các anh chị có tấm hình trong đầu, cái bắt đầu các anh chị nhớ trong USB đi, trong máy tính, các anh chị lấy tấm hình đó, các anh chị gửi cho máy tính của người này người kia. Tới khi hình của mình, hình gốc nó bị có vấn đề, các anh chị xin lại được không? Các anh chị đã gửi nhiều nơi giữ này, anh chị xin lại được không? Được. Vậy thì con người mình cũng vậy. Mình có một khao khát muốn làm điều gì đó, mình gõ hình hết này, mình lấy cái đó nhờ người giữ cho. Thì nhiều con người giữ cùng một cái tấm hình như vậy, thì hiện thực nó dễ đơn giản để trở thành. Tại vì công thức cội nguồn cuộc sống cho chúng ta điều đó mà. Hiểu ý này không ạ? Rồi, Toàn đang nè, Toàn đang mong muốn xuất khẩu giáo dục tận gốc ra toàn cầu. Sau đó Toàn lấy tấm hình đó Toàn chuyển cho các anh chị. Khi nào hình của Toàn bị chập chờn do não á, não sống não nhiều khi nó chập chờn, nó không có hình, cái Toàn gặp các anh chị lót cái hình đó lại cho Toàn. Ai đó đứng lên phát biểu, nói trời ơi, ở Bỉ, ở Cộng hòa Séc, em đang có những lớp học giúp những người Cộng hòa Séc người ta hiểu được giáo dục tận gốc. Cái tự nhiên cái tấm hình đó nó lót lại, nó lót lại, nó lót lại, nó lót lại, lót lại. Cái mình gõ hình thêm. Vậy nhiều người càng giữ hình cho mình thì cuộc sống mình càng tốt. Hiểu ý này không các anh chị? Nắm cái ý này không? Giữ hình. Nên là thì Toàn nói suốt luôn cả khoảng một năm về trung tâm huấn luyện rồi đó các anh chị. Bữa nay là ngày Toàn đang dòm ngó với cái mấy anh chị bên thiết kế là làm cái hồ bơi 25m với 50m. Các anh chị thấy ngon không? Dài ngang 25m, dài 50m. Hồ bơi mình làm cao vừa thôi. Đó là 1m6 tới 1m8 à. Rồi, làm muối muối điện phân nên là các anh chị không có bằng xử lý bằng muối nên là không có quá chất clo trực tiếp xử lý. Mà nó phải điện phân ra để nó diệt khuẩn. Rồi gia nhiệt cái hồ đó, làm cho cái hồ đó làm sao mà nhiệt độ trung bình cả ngày như vậy đó, thì nhiệt độ là lúc nào mùa nào thì tắm cũng tốt hết. Gia nhiệt cái hồ. Rồi làm trong một mái tre đẹp lắm các anh chị. Mái tre đang tư duy là cái mái ngói đồ này kia kiểu gì đẹp lắm. Coi hình đẹp lắm. À, cái bắt đầu làm gì? Bơi được sáng đêm. Các anh chị có thể bơi sáng đêm. Chương trình nội trú bên dưới đào tạo thì đào tạo, người ta chiều người ta mới bơi, ban ngày buổi sáng hoàn toàn có thể. Thành phố Hồ Chí Minh chạy khoảng 45 phút tới 1 tiếng đồng hồ tới nơi. Sau đó các anh chị bơi thứ bảy chủ nhật rồi 2 ngày là các anh chị, mấy ngày là các anh chị bắt đầu bơi đầu 2-3 km được hết trơn. Này, đẹp lắm, cái hình đẹp lắm. Không biết cái hình đâu nữa à. Cái hồ bơi ra, cái mình cho các anh chị giữ hình dùm Toàn. Nhiều con người đều thấy nó đã ra đời thì sao à? Tự khắc cái nguồn lực nó sẽ quy tụ và phát triển. Ở đây mình không phải nói là các anh chị đóng góp vào cái điều gì trong đó, nhưng mà các anh chị giữ hình thôi là một đóng góp rất lớn. Ai ở đây Toàn vừa nói cái hồ bơi rồi, có một sân bóng đá bên cạnh nữa. Có sân bóng đá, có một cung đường chạy rất là đặc biệt để chạy được 42 cây số. Không có, mọi người được bơi chứ. Nếu cộng đồng mình ghi danh vào cái quá trình bơi, các anh chị được bơi hết chứ. Các danh chủ học thì chuyện danh chủ học chứ. Mình phải khai thác để mình làm cho cộng đồng bơi 100 cây số rồi chứ các anh chị. Chứ đâu phải là chỉ có học phục vụ cho danh chủ cái hồ bơi đó không. Phục vụ toàn bộ cộng đồng của mình bộ. Các anh chị nắm ý này không?
anh chị có hình chưa? Các anh chị có cái hình hội trường đẹp lắm, chỗ đó mát mẻ, cây cái đồ đẹp lắm hả? Các anh chị giữ hình cái, giữ hình thôi là năng lượng của mình giữ được rồi. Cái vài bữa giữ hình gì cái hồ bơi nó ra đời rồi, trung tâm ra đời toàn rồi. Thư viện có ai để ý cái thư viện toàn nói có hơn nửa năm chưa? Có ai để ý cái thư viện toàn nói hơn nửa năm không? Có ai quan sát toàn nói cái thư viện hơn nửa năm không? Cho thuê người, thư viện cho thuê người nói hơn nửa năm tới năm rồi đó. Nói ai cũng cười, nhiều người trời cho thư viện gì đi, hoặc có số người nói tin làm ra. Cái bây giờ tháng 6 thôi là các anh chị biết nó ra đời. Tại vì master vừa tốt nghiệp, chuẩn bị nền tảng nữa là bắt đầu ra đời thư viện. Anh chị hiểu ý này không? Tâm Y Dung ngày xưa nói ga gã, bây giờ nó xuất hiện rồi. Em nói danh chủ bữa ở phần Khoan Thiết cả ra đời đó, tháng 8 này mở lớp rồi đó các anh chị. Danh chủ nói là tháng 2, danh chủ mới nói là tháng 2 và tháng 8 bây giờ mình làm rồi đó. Học danh chủ không có điều kiện gì phỏng vấn đậu. Các anh chị giữ hình giúp toàn 10.000 cái tâm thức nguyện trên toàn cầu, được không? 10.000 cái tâm thức nguyện trên toàn cầu. Được không? Nắm ý này không? 10.000 tâm thức nguyện trên toàn cầu. Mục tiêu của tâm thức nguyện có 3 mục tiêu. Các anh chị ghi lại thì ghi, không có nhớ giữ giùm toàn, khái niệm giùm toàn. Cái thứ nhất đó là đồng bộ hóa nhận thức nội tâm, để chúng ta đồng ngôn thì chúng ta tập hợp được sức mạnh của dân tộc. Cái thứ hai, nâng cao thể chất của người Việt, hướng đến nâng cao thể chất của người trên toàn cầu. Cái thứ ba, đó là vẽ lại bản đồ đọc sách của Việt Nam trên toàn cầu. Tại vì Việt Nam chúng ta không có nằm trong bản đồ đọc sách của thế giới. Thế giới có bản đồ đọc sách của thế giới, nhưng Việt Nam không nằm trong bản đồ đó. Khoảng 10 năm mỗi tuần đọc một cuốn sách thì hàng triệu người đọc được, thì toàn nghĩ là vẽ lại bản đồ đọc sách Việt Nam trên toàn cầu. 18 tuổi trở lên mới được học danh chủ. Dạ, có anh chị hỏi. Ba mục tiêu lớn của cái tâm thức quyền á, 10.000 tâm thức quyền. Đó, ngày hôm nay toàn nói gì, có một số anh chị nói trời 10.000 cái nhiều quá, ít quá, kệ các anh chị. Nhưng ai đó giữ hình dùm toàn cái đó một cái, giữ một cái, ai cũng giữ hình có 10.000 đi đâu cũng có cái tâm thức nguyện hết trơn. Sau này các tâm thức nguyện lớn lớn á, các anh chị đều thấy chỗ đó đều có hồ bơi. Các anh chị tâm thức nguyện lớn lớn đều có hồ bơi hết, chỗ đó có người huấn luyện bơi cho các anh chị 2.000m tới 4.000m, 6.000, 10.000m gì hết. À, chỗ nào lớn lớn là có hết hồ bơi ở đó, để hỗ trợ cho các anh chị bơi lội tốt, để nâng cao thể chất. Rồi các tâm thức viện đều mở thay gân đổi cốt, rồi cho các anh chị tập luyện. Rồi mượn sách, mượn người. Rồi tất cả các lớp học từ tiếng Anh đến các lớp học trẻ em gì đó, trong đó có từng bước hỗ trợ. Trong cái thư viện, hệ thống thư viện có rất nhiều khóa học trong đó để các anh chị tham gia học tập, thì là thành viên. Thì đang làm bên công nghệ, đang mô tả công nghệ để làm cho các anh chị. Được không? Nắm ý này không? Rồi. Các anh chị thấy con người giữ hình cho mình vậy được không? Các anh chị giữ dùng cái tấm hình đó cho toàn, giữ hình. Vậy thì nếu mà ai cũng giữ hình chúng ta trẻ đẹp thì sao các anh chị? Đã không? Các anh chị nói toàn giữ hình tâm thức nguyện cho toàn, nhưng cái đó là nó của toàn. Nhưng ai cũng giữ hình các anh chị trẻ đẹp thì sao? Người nào cũng thấy mình trẻ đẹp hết, giữ cái tấm hình đó bảo tồn được cái tần số rung động năng lượng cho các anh chị.
Nếu mà ai giữ hình của mình cũng vào toàn diện thì sao? Ai cũng giữ hình của mình là một người có trí tuệ, là một người thông thái, là một người khôn ngoan, một người uyên bác thì sao? Mấy cái đó quan trọng lắm đó. Nhưng mà mình không khéo, người ta giữ hình mình là một người nóng tính. Mình là một người tham lam, một người ích kỷ gì đó. Cái vô tình họ giữ chặt cái tấm hình đó, mình trở thành y bon vậy luôn. Cái họ lấy hình của họ đẩy lại tấm hình của mình, cái mình nhận thức sai lầm về bản thân, cuối cùng mình nghĩ mình tệ. Nắm không? Nắm cái ý còn vừa chia sẻ không? Nên là gì? Cho người ta giữ hình của mình là một người thần tài tâm thái. Các anh chị đang giữ hình của Toàn là người thần tài tâm thái đúng không? Các anh chị chia sẻ cho Toàn cái, Toàn hào hứng hay biết ơn các anh chị cái. Hả? Giữ hình thần tài tâm thái, an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn gì đó. Các anh chị đang giữ hình là Toàn mang cái xuất khẩu giáo dục tận gốc ra toàn cầu. Thì mấy cái đó đó, con người mà chịu nhiều người, bây giờ nè, có khoảng 1 vạn người giữ những hình tốt đẹp về chúng ta thì sao các anh chị? Các anh chị cảm giác đây. Nắm không? Nắm ý này không? Hiểu được khái niệm giữ hình của con người chưa? Hay cảm giác được con người rất quan trọng đối với cuộc đời của mình chưa? Nếu mà nhiều người giữ hình mình là ai đó, hay nhiều người giữ hình dự án hay là cái gì đó mình làm, mà nó ra nó giữ tấm hình người, họ giữ tấm hình cho mình, thì cái dự án nó sao à? Nó phát triển. Thấy khủng khiếp quan trọng không? Rồi, con người còn làm gì giúp cho mình nâng cao được tần số rung động năng lượng nữa? Con người hỗ trợ cho mình nâng cao tần số rung động năng lượng. Trời, giữ hình cho mình đã lắm anh chị. Nên các mentor, còn biết ơn các mentor lắm. Mỗi lần có cái gì đó, cái quyết hôm rồi các mentor đang giữ hình giúp Toàn. Nơi đó những con người mentor sống trong đó. Sau đó cùng với nhau, 3 thế hệ, thế hệ con cái với thế hệ ông bà, là quản lý của tòa nhà, là thầu cái đó. Thầu về sức khỏe, thầu về quá trình phát triển của trẻ. Cái những con người mentor đồng hành vừa cùng với nhau, ai làm việc gì làm, nhưng đồng hành với nhau hướng đến vào toàn diện, cùng với nhau xây dựng một cái môi trường, thì các mentor đang giữ cái tấm hình with home đó giúp Toàn. Cộng đồng với nhau vài trăm người, vài ngàn người sống để xây dựng một cái cộng đồng hướng đến vào toàn diện. Thì các mentor đang giữ giúp Toàn cái with home đó đó. Cái with home là một cái khái niệm nói về 7 sự giàu toàn diện, nhưng mà vật chất hóa nó là vài bữa các anh chị sẽ thấy trong thành phố Hồ Chí Minh có những cái tòa nhà để chữ with home. Các anh chị nắm ý này không ạ? À? Có nghĩa là con người á, người ta giữ cho chúng ta những cái hình ảnh. Thì hiện tại các anh chị mentor đang giữ giúp Toàn cái hình with home. Các anh chị giữ đi, nó nhanh ra đời, nhiều hình giữ nhanh ra đời. Nên là nó có một khái niệm đủ người đồng thuận. Các anh chị ghi giúp Toàn, đủ người đồng thuận mọi ước mơ của bạn thành hiện thực. Đủ người đồng thuận mọi ước mơ của đủ người đồng thuận. Các anh chị ghi giúp Toàn câu này hay lắm. Đủ người đồng thuận. Mọi ước mơ thành hiện thực.
Mọi ước mơ của bạn đi cho nó dễ thành hiện thực. Vậy thì khi con người giữ hình cho chúng ta, họ có những cái khái niệm của các anh chị, khi đủ con người đồng thuận á, mọi ước mơ sẽ thành hiện thực. Nên là nhiều người giữ cái tấm hình cho chúng ta là họ đang đồng thuận với chúng ta về thông tin. Thì nó là một trong những cái rất là quý. Nhiều con người đồng thuận với chúng ta về thông tin. Có một số con người sẽ đồng hành cũng ra thực hiện đó là đồng thuận về nguồn năng lượng và cả vật chất. Thì đủ con người đồng thuận thì mỗi ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực. Và Toàn biết ơn các ý tưởng của Toàn ra thành hiện thực á, dần dần á, là bởi vì do các anh chị có sự đồng thuận mà tạo ra. Thì biết hôm mở nhiều trên ba miền mà. Hà Nội có, Hà Nội chắc chắn sẽ có, Hà Nội không có thì ở đâu có nữa, cuộc đời này. Trung tâm mà, Hà Nội là thủ đô của Việt Nam mình à. Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh thì có trước một cái. Bao nhiêu người là đủ, cái đó rất hay đó. Đừng có ham nhiều người đồng thuận, mà chỉ đủ người đồng thuận thôi là đã đạt. Thì cái khái niệm đủ đó đó, các anh chị phải cảm nhận. Cái này khó nói, tại vì sao? Tại vì rất khó nói, tùy theo cái dự án. Nhưng mà nó có công thức. 20 người đồng thuận đầu tiên thì nó bắt đầu khởi tạo, 500 người đồng thuận là nó bắt đầu phát triển. Và nếu một số cái lĩnh vực thì 10.000 người đồng thuận đây là đã ngon. Còn một số cái khoảng 1 triệu người đồng thuận mới phát triển. Ví dụ các anh chị lên mạng xã hội, các anh chị có kênh YouTube đi, Facebook. Nếu các anh chị có 1 triệu người theo dõi chúng ta, trong đó có 10.000, mỗi lần chúng ta nhắn một tin nhắn có khoảng 10.000 comment, được không? Và có hàng triệu người like cái bài viết đó, thì theo các anh chị, cái video đó thì theo các anh chị bắt đầu giàu không? Có khoảng 1 triệu người like đó thì các anh chị thấy sao? Giàu. Nên là dựa vào cái đó đó, Facebook nó cũng tính đó, là khi bạn có 10.000 cái subscribe á, có nghĩa là 10.000 cái người mà theo dõi á, 10 cái mà theo dõi tất cả các video này kia thì mới bắt đầu nó mở cái kênh kiếm tiền cho chúng ta. Thì hiện nay xã hội có nghiên cứu mấy cái đó. Các anh chị cứ lấy công thức 1, 20, 500, 10.000 triệu thì các anh chị đi tới từ từ. Một, hai mươi, năm trăm, mười ngàn triệu. Rồi lên nữa thì 10 triệu, 1 tỷ. Giống như một mạng xã hội có 1 tỷ người dùng. Thì các anh chị nghĩ mạng xã hội đó kiếm miếng ăn được không? 1 tỷ là khác nữa. Làm cái gì có 1 tỷ người ủng hộ, các anh chị nghĩ sao? Nên Facebook tại sao giàu, mạng xã hội giàu? Nên một số cái video á, các anh chị thấy có một số bài hát á, vừa lên kênh cái một có 1 tỷ người like đó, thì những ca sĩ đó giàu không các anh chị? Có 1 tỷ lượt xem á các anh chị, có sao 1 tỷ lượt xem, các anh chị thấy tiền của họ làm sao? Nên có một số YouTuber trên thế giới á, có mấy bao nhiêu tỷ người theo dõi, tỷ lượt xem các video. Đó, ý nghĩa gì đó. Rồi, Apple nè, các công cái điện thoại di động, cái điện thoại của các anh chị iPhone đó. Điện thoại iPhone đó thì có, em toàn chưa thống kê số lượng dùng iCloud
Nhưng mà cũng hình như chắc cũng hàng tỷ iCloud hay sao rồi đó, 500 mấy chục triệu, hàng tỷ iCloud. Nên là vì Google, cái lượng người dùng, hàng tỷ người, con người dùng sao, chatbot, chat AI của chatbot, không biết khổng gài bao nhiêu tỷ người dùng chưa, còn chưa biết có bao nhiêu người dùng, nhưng có khoảng 1 tỷ người dùng đi, các anh chị biết tiền kiếm dữ. Được chưa? Thầy, nhiều đó thầy. Nhận thức về nội tâm, về con người nhiều đây đây, còn nhiều cái nhận thức nữa. Hình như toàn chia sẻ cho Master tới 24 cái nhận thức hả? 28 cái nhận thức về con người. Toàn ghi số 28 cho các anh chị, rồi vài bữa tính sau. Đâu? Không, cái cậu khoảng hai mấy bữa nào anh sửa lại cái ý đó chà. Là khỏi ghi số 28 vô, không tới. Bữa nào toàn có hai mấy nhận thức về con người với các anh chị. Thì khi triệt để hai mấy nhận thức này á, là coi như triệt để chúng ta kích hoạt được quy luật nhân viên. Còn một số nhận thức rồi nữa, nhưng mà bữa nay các anh chị học tới đây đi, hình như lần đầu tiên trong cái lớp học này là nói sâu cái này cho các anh chị. Sao bữa nay học tập cảm giác sao, cảm giác con người bắt đầu ngon chưa, ngon không? Các anh chị mà biết tầm quan trọng của con người, giống như bây giờ các anh chị ở Đà Nẵng đi. Đà Nẵng chúng ta làm chương trình thấu hiểu nội tâm. Nhưng nếu chúng ta đủ cái lượng người học tập mà full luôn cái khách sạn ta, thì theo các anh chị giá cả mình có thể điều với giá cả rất hợp lý tại khách sạn đó không? Theo các anh chị, full cái khách sạn của họ, cam kết định kỳ bao nhiêu tháng quay trở ngược ra làm và đảm bảo doanh số cho người ta liên tục như vậy khoảng 5 năm. Thì các anh chị thấy là khi đó con người đến đây, nhiều khi người ta đảm bảo được cái doanh số phát triển thôi, người ta vẫn về con người, sinh khí của con người thôi, thì người ta đã kiếm được cái tài chính từ sinh khí đó rồi. Nên con người đi đến đâu thì tâm thái của họ có được an vui, trân trọng biết ơn, bao dung nữa, thì đem lại sự thịnh vượng tại nơi đó. Các anh chị nắm ý toàn vừa nói không? Nên là con người đặc biệt lắm. Hình như tháng 5 này ở Đà Nẵng, khuyến khích các anh chị ra Đà Nẵng chơi. Mùa này ra Đà Nẵng đẹp á. Ra Đà Nẵng chơi, học ở Đà Nẵng. Đà Nẵng không biết giờ đăng ký được mấy người học vậy? Được 2 người chưa? Chắc kịp có bà Kim Vân chỉnh đây, bà mời toàn về ngoại nè. Với một số anh chị về ngoại nữa, không biết được mấy người học ở Đà Nẵng nữa. Đà Nẵng... miền Trung hiếu học lắm. Được, bọn đang dụ dỗ các anh chị ra Đà Nẵng chơi. Vừa nắng ra trước khi ngày cổ vũ Iron Man đi, rồi sau đó học. Sau đó học cổ vũ Iron Man, ngày hội Iron Man mà. Các anh chị người Đà Nẵng, các anh chị khích lệ học tập. Tại vì lần đầu tiên tổ chức Đà Nẵng mà các anh chị có phong trào chút xíu, toàn mới xin toàn ra mà cuối cùng không ai đăng ký học tập. Rồi là sao mà toàn ra đó học rồi về hướng dẫn nữa. Nên các anh chị khuyến khích người Đà Nẵng học tập em.
Chưa xin ra ngoài mà các anh chị ở ngoài Hà Nội cũng mời toàn, nhờ toàn ra ngoài tổ chức đó chứ. Coi đợt này tháng 6 được mấy người học. Nó phải có nhu cầu mình mới làm chứ, không thôi toàn ở trong đây toàn làm cho khỏe chứ hơi đau đi đâu mà điều kiện đăng ký. Đang đi tổ chức công tác tổ chức rồi nó phức tạp.